Alo. Xin bắt đầu buổi giải đáp ngày hôm nay. Mời anh Trần Văn Trà ở Tây Ninh lên là câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ, xin kính chào bác soạn giả Nguyễn Nhân và anh em trong ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu và các bạn đồng tu ngày hôm nay. Con có vài câu xin hỏi bác Nguyễn Nhân. Dạ, con xin hỏi câu số 1. Pháp môn thứ sáu là pháp môn khoa học Thiền Tông này, những vị tiến sĩ Phật học có sưu tầm và nghiên cứu được không, thưa bác? Cái phần này nói đúng là sưu tầm nghiên cứu thì được, nhưng mà không xâm nhập được cái pháp môn này. Pháp môn này nó không phải đơn giản như cái phổ thông mà sưu tầm nghiên cứu được. Pháp môn này thì người nào á mà trước kia trong người người ta có cái công đức thì nó sẽ hút đồ. Còn hoặc là trước kia mình sống ở trên nước Cực Lạc á, được A Di Đà thọ ký thì người này mới hiểu được cái thiền này, thiền tông này thôi, chứ còn sưu tầm nghiên cứu không hoàn toàn. Mà đa số người sưu tầm nghiên cứu là người ta lấy cái tánh người, người ta sưu tầm hoàn toàn không vô được cái này, dầu có vô được cũng không 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 đạt được cái kỹ thuật cao được, thấy không? Rồi anh hỏi tiếp đi. Xin hỏi bác câu thứ hai, người ăn cướp pháp môn đạo Phật Thiền Tông này có bị gì không, thưa bác? Theo cái luật nhân quả đó, ở trên thế gian này mình ăn cắp cái gì thì hình phạt nó trả lại cho mình cái đó. Còn cái thế giới mà vô hình này, này Thiền Tông này thuộc cái giới vô hình, mình ăn cướp cái gì thì nó sẽ trả lại cái hậu quả đó. Nhưng mà tôi không có nói nhiều, nhưng mà nên nhớ rằng Đức Phật ông nói là chửi Đức Phật tội không nặng bằng cái đi cướp cái giáo lý của Đức Phật. Đức Phật ông nói vậy đó, nghĩa là chửi Đức Phật tội không bằng ăn cướp giáo lý của Đức Phật. Rồi, có hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ ba. Hiện nay ở Việt Nam ta có rất nhiều đạo. Cháu thấy có bao nhiêu đạo hiện nay cũng đủ cho người dân ở Việt Nam tu rồi, cớ sao chùa Thiền Tông Tân Diệu lại trình bày ra pháp môn Thiền Tông học này nữa? Pháp môn Thiền Tông học này tu có khác gì với các môn khác không, thưa bác? Hiện nay ở thế giới này rất nhiều đạo, nhưng mà đạo gọi là đạo vật lý, tu thành tựu trong thế giới vật lý này. Sở dĩ mà cái đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam nói ra là vì nó khác hẳn với tất cả các đạo từ trước đến giờ có. Vì thế mà chùa Thiền Tông Tân Diệu phải nói ra cái pháp môn này ra để cho người ta biết. Mà đặc biệt có một điều á, là cái pháp môn này nói cho người trí thức và hiểu vật lý tu, chứ còn không phải nói cho những người bình thường tu được. Những người bình thường nghe người ta chửi, thứ nhất là những người mà học cao hiểu rộng, nghe cái thiền tông nó chửi liền, nó chửi cho là của ma dương. Vì thế mà pháp môn thứ sáu này phải ra đời để chỉ giúp cho loài người văn minh cao và hiểu về vật lý sâu thì mới tu theo pháp môn thiền tông này được. Vì thế Đức Phật ông nói là 1.000 người phổ biến này ra, 1.000 người chỉ duy nhất có một người tu thôi, chứ không có nhiều đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 4. Thưa bác, chẳng lẽ đạo Phật có đầy đủ 84.000 pháp môn mà không có pháp môn tu nào giải thoát sao, thưa bác? 84.000 pháp môn hiện giờ các thầy nói đó là 84.000 pháp môn nói về vật lý thôi, còn giải thoát hoàn toàn không có. Và giải thoát hoàn toàn nó đi riêng biệt, nó không đi bất cứ theo gì, kể cả vật lý không theo mà cả kinh điển phổ thông cũng không theo, mà nó đặc biệt truyền đi, mà truyền đi từ cái ông Thích Ca cho đến Bà Long Nữ nhận, chỉ có hai người này nhận được, người giao và người nhận. Người giao ông Thích Ca, người nhận là Bà Long Nữ, chứ còn tất cả các ông tổ chỉ là đi theo cái dòng thiền thôi, đưa có cái nhiệm vụ là dẫn cái
đưa những quyển sách này đi thôi, chứ còn ổng không hiểu cái quyển sách này dạy cái gì nữa. Vì thế mà để ý này, 36 vị tổ thiền tông không ông tổ nào nói đến chữ giải thoát, thấy không? Mà chỉ nói về vấn đề kiến tánh thôi, còn giải thoát hoàn toàn không nói. Mà giải thoát hoàn nói thì chỉ duy nhất Đức Thích Phật Thích Ca nói cho bà Long Nữ nghe, rồi sau đó bà Long Nữ mới khui cái chuyện cái kinh vô tự này ra thì mới phổ biến cái được cái giải thoát này nè, thấy không? Rồi ông hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 6. Thưa bác, chẳng lẽ ở Việt Nam có 18.600 ngôi chùa mà không có ngôi chùa nào dạy tu giải thoát, sao thưa bác? Cái này là chắc chắn 100%. Bởi vì cái pháp môn này đó không có truyền theo cái kinh phổ thông. Hiện giờ 18.600 ngôi chùa ở Việt Nam ta tu theo phổ thông, dũng công phổ thông, thành tựu theo vật lý. Còn cái đặc biệt truyền đi này nè, hoàn toàn không ai biết. Mà duy nhất chỉ chùa Thiền Tông Tân Diệu công bố ra rồi, thì từ cái chùa Tân Diệu nó loan tỏa ra thì mấy người khác kia mới biết được thôi, chứ hoàn toàn không có biết. Bởi vì tôi nói là ông Phật Thích Ca giao cái nhiệm vụ của pháp môn thứ sáu này cho bà Long Nữ, bà Long Nữ bà nhận, nhưng mà cái tuổi đời á không có thể sống. Bởi vì cái ông Thích Đức Hà 1950 giao cho bà, lúc đó là bà 40 tuổi rồi, thì không có thể mà, bởi vì dặn là 60 năm sau mới công bố ra. Thế còn thấy à, 60 năm bà trên 100 tuổi rồi làm sao công bố được. Vì thế phải giao cho thế hệ sau công bố ra là cái chỗ này. Vì thế mà 18.600 ngôi chùa hoàn toàn không hiểu cái thiền tông này. Vì thế mà nhiều cái chùa nghe cái thiền tông ra người ta chửi. Ta chửi gì? Quan tưởng, bịa đặt, ma dương, tà đạo. Tất cả các chùa chửi cái thiền tông này, bốn cái danh từ tôi mới vừa nói đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 7 thưa bác. Con muốn tu theo đạo Phật, phải tìm hiểu như thế nào để tu không bị sai, thưa bác? Mình muốn tu theo đạo Phật, muốn tìm hiểu căn bản thứ nhất, mình là cái gì? Ông Phật mình tu theo ổng là ông là nó là ai? Ông dạy cái gì? Trái đất này sống như thế nào, nó luân chuyển như thế nào? Và tu để được cái gì? Anh chỉ kêu tìm hiểu được những cái căn bản này thì mới vô tu không sai. Còn bằng không hiểu được cái này, chính mình không hiểu mình mà tu cái gì? Ông Thích Ca không biết ông đó là ông gì, ông dạy cái gì không biết thì làm sao mày sao tu đúng được? Vì thế không hiểu gì thế mà nó phải đưa ra cái tưởng để tu. Hiện giờ tất cả người ta tu ở thế gian này gọi là tu tưởng, theo cái tưởng tượng của mình thôi, chứ bằng sự thật hoàn toàn không có. Sự thật khoa học nó nói ra thì mình mới hiểu cái khoa học được. Vì thế mà cái thiền tông này nè nói trước khoa học rất lâu, có nghĩa là trước mấy ngàn năm trước ông Phật Thích Ca đã nói rồi, nhưng mà bây giờ khoa học mới đi theo mới biết được thôi. Mà biết chỉ biết một phần nhỏ chứ không phải lớn đâu. Vì thế mà khó, cái pháp môn này nó khó lắm, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 8 thưa bác. Cháu muốn tìm hiểu sâu, chiều sâu về của đạo Phật, cháu phải tìm hiểu như thế nào mới đúng, thưa bác giải thích được. Muốn tìm hiểu sâu vào đạo Phật đó, đây là mình phải tìm bằng cái trí tuệ. Bây giờ hỏi trước mắt mình, cái đạo Phật này là ông dạy cái gì? Ai? Ông là ông, cái người đứng dạy ông là ai? Dạy muốn mục đích với ông để là cái gì? Muốn tìm hiểu sâu cái này. Mình giải mã được ông Thích Ca là ai, ông dạy cái gì thì mình mới tu không sai. Còn nếu mình không giải mã được ông Thích Ca thì mình chúi đầu tu thì ông hoàn toàn là bị sai, thấy không? Vì thế mà Đức Phật Thích Ca có nói câu này: các ông theo ta đã phải tìm hiểu cho kỹ. Ta nói đừng có tin, thấy thuận lý mới tin, còn không thuận lý đừng tin. Đó là muốn tìm sâu vào cái đạo Phật là vậy. Mình muốn tu đạo Phật là gì? Tại sao đạo Phật gọi là đạo khoa học?
thì phân tích bất cứ gì Đức Phật dạy ra hoàn toàn phải khoa học, chứ không phải mơ hồ được, không thể tưởng tượng được hết. Muốn không sai thì phải tìm hiểu đạo Phật bằng con mắt khoa học thì mới không sai. Còn mà tu theo đạo Phật mà cứ cúng lại cầu xin hoàn toàn sai. Ông Phật không chấp nhận cái này. Nên nhớ một điều, ngài ổng còn sống á, ổng có khi nào ổng dạy mà cầu xin ổng không? Hoàn toàn ổng ngờ mình cho ổng ăn bữa cơm, ổng thuyết cho mình một bài kinh, ổng dạy cho vậy, kêu bằng thay vì á mình gửi tiền cho ổng, ổng có làm gì mà ổng thuyết bài kinh giống ổng như là ổng, vì thế mà ổng nói là tôi là một thầy thôi, đưa tôi cho tôi ăn thì tôi trả là một bài pháp. Đó là sòng phẳng, người tu theo đạo Phật phải tu vậy đó. Lấy người ta một đồng phải thuyết một bài pháp cho người ta biết là trả, giống như mình trả lương cho ông thầy vậy, thấy không? Vậy mới đúng là cái người tu theo đạo Phật được. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy cảm ơn bác. Vậy là hồi 2006 con tu vật lý, tới hôm nay vậy là hoàn toàn là con bụng mịch luôn á. Tới pháp môn này là 2 năm nay con mới thấy được sáng lên. Dạ cảm ơn bác. Dạ xin mời vị tiếp theo là anh Nguyễn Điền Trường ở Tây Ninh luôn ạ. Dạ kính chào bác Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cùng quý vị cô chú anh chị có mặt hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Điền Trường, đến từ Tây Ninh. Hôm nay con đến đây có vài câu hỏi, xin hỏi bác Nguyễn Nhân dạy đáp cho cháu. Dạ câu hỏi số 1. Dạ thưa bác, theo cháu được biết là bác viết ra 10 quyển sách nói về Thiền Tông rất là khoa học và thực tế, cớ sao sách của bác lại không được xuất bản vậy? Dạ. Bây giờ nói là mình nhân gian người ta nói câu này, lời thật mít lòng. Tôi nói bằng sự thật. Mà người nào tu không phải tu bằng sự thật thì người ta ghét, người ta chửi. Tu mà không biết bằng sự thật thì người ta ghét. Sách này gọi là sách khoa học, nói bằng thực tế và khoa học. Người nào không thực tế khoa học thì chửi. Đây là đương nhiên. Thế gian, đây gọi là thế gian, thì mình phải hiểu vậy. Bởi vì đưa vào những cái mà không đúng sự thật thì người ta thích, còn cái mà đúng sự thật người ta không thích, người ta chửi. Cái này là nguyên tắc của thế giới này, nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi số 2. Dạ thưa bác, trước đây cháu tu tịnh độ, cháu thường thấy hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Vậy hình ảnh Đức Phật A Di Đà đó có thật sự không vậy thưa bác? Cháu phải hiểu thế giới này là, thế giới này là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục. A Di Đà không có trong này. Con thấy là thấy ai? Ai trong thế giới này được hiện hình biến tướng được là ai? Thần người ngạ quỷ. Người không biến tướng, thần không biến tướng là ai? Cõi vô hình nó làm được những cái gì mà mình mong muốn được. Nó thì bác không dám nói thẳng là người đó là ai, thì bác nói đưa ra 5 cái loại, thì tùy theo cô nhận định cái A Di Đà đó là ai, tự mình biết. Bởi vì tu theo đạo Phật phải tu bằng trí tuệ, ta nói cái gì phải hiểu cho sâu sắc, chứ không thể là nói trắng là được, thấy không? Thần người ngã quỷ, thần không làm chuyện này, thần gọi là có nhiệm vụ là thực thi nhân quả và kiểm soát nhân quả. Con người là công cụ của cái tánh Phật để làm việc. Còn mấy, còn ở quỷ, ở trên thế giới, trên thế giới này còn biết người ta hỏi cái ông mà làm không đúng với luật pháp, người ta nói ông nói gì? Mày là của hồn cắt lãng, không làm trong đúng của luật pháp. Thì trong cái thế giới mà con thấy là ai? Hiểu không? Nếu không hiểu thì mai mốt chú nói nhỏ nhỏ cho nghe. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi số 3. Dạ thưa bác, trước đây con tu pháp môn tịnh độ khoảng hơn 20 năm. Hôm nay con tu pháp môn thiền tông học này, con có được giải thoát không vậy thưa bác? Bây giờ tu cái gì tu, mà tu theo tu thiền tông phải đúng quy luật của nó thì giải thoát được. Còn
Mình trước kia muốn tu gì tu, bây giờ tu đồ Thiền Tông phải tu đúng áp dụng. Thì Đức Phật có nói cái câu mà con có nghe cái câu chuyện mà trong kinh sử thường nói không? Cái kẻ đồ tể còn thành Phật được. Tể đồ tể là phải giết người còn thành Phật. Còn con tu cái kia ăn thua gì đâu. Có nghĩa là vô đây học cho đúng, làm cho đúng thì cái gì cũng được, cũng thành công hết. Còn nếu mà con tu sai thì hoàn toàn không thành công. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi số 4. Dạ thưa bác, chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra pháp môn đạo Phật khoa học Thiền Tông của Việt Nam là để dạy cái gì vậy thưa bác? Bây giờ cái chùa Thiền Tông Tân Diệu, đúng của nó là danh từ của nó. Chùa Thiền Tông Tân Diệu là cái pháp môn đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam. Nói ra bất cứ gì của lời Đức Phật dạy phân tích bằng khoa học. Nên nhớ rằng trên thế gian này chưa có cái chùa thứ hai giải thích lời Đức Phật bằng khoa học. Vì thế mà chùa Thiền Tông Tân Diệu gọi là chùa đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam, là nói cái gì cũng bằng khoa học hết. Từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, vật hữu hình và vô hình, nói bằng khoa học, trình bày bằng cách khoa học. Và người ta cho mình, ta cho hỏi tự do về cái lời nói mà của chùa Thiền Tông Tân Diệu nói ra. Nó xác nhận là chùa Thiền Tông Tân Diệu gọi là chùa khoa học, chứ không phải là chùa linh thiêng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi số 5. Dạ thưa bác, tu theo đạo Phật khoa học Thiền Tông của Việt Nam thì có khác gì các đạo pháp khác không vậy thưa bác? Tất cả các đạo khác là hiển linh, nghe không? Còn Thiền Tông nó là Thiền Tông khoa học, không hiển linh. Nhớ là cái chùa này không hiển linh, mà ta phân tích cái hiển linh là cái gì. Chùa Thiền Tông Tân Diệu nó khác hẳn các đạo khác chỗ đó đó. Đạo tất cả trên thế giới này học đạo nào cũng hiển linh hết, mà duy nhất chỉ có cái Thiền Tông khoa học nó không nói về hiển linh, mà nói chứng cái hiển linh nó chứng minh bằng khoa học. Nên nhớ là chứng minh bằng khoa học, chứ không nói hiển linh, mà không nói mù mờ, mà không nói vô căn cứ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi số 6. Vậy thưa bác, Đức Phật A Di Đà là ai? Ngài lập ra đạo Phật để dạy cái gì vậy thưa bác? Chứ A Di Đà mình phải hiểu cái A Di Đà là cái gì. A Di Đà là vô lượng thọ và vô lượng quang. Tức như ông nói cái ổng là có một cái hạt minh châu vô lượng thọ vô lượng quang, đó là ông nói về cái tánh Phật của ông đó. Chứ Phật là cái gì? Là người có đầy đủ công đức mới trở thành một cái vị toàn năng toàn giác. Một đầy đủ công đức toàn năng toàn giác mà đem cái vô lượng thọ vô lượng quang này truyền bá cho người khác thì mới gọi là danh là Phật A Di Đà. Một vị người, một con người toàn năng toàn giác dạy về tất cả những gì có trong càn khôn vũ trụ này, từ vi trần cho đến vô hình, gọi là Phật A Di Đà. Mà mục đích ông lập cái này á, là tại sao phải lập cái đạo này, nó nằm ở trên cái nước Tịnh Độ, là vì cái thế gian này người ta không chịu, không chịu học cái giải thoát. Ông nói thôi giờ nếu không chịu học thì lên trên đi, lên trên A Di Đà tôi dạy cho. Bởi vì cái loại người mới tham á, khoái quá trèo trên học, làm phước để lên đỉnh học. Nhưng mà học nên nhớ là cũng khó lắm. 1000 người trở về trái đất này chỉ có 1 người kiến tánh thôi. Đó. Thành ra ông phải thành lập cái Phật A, cái đạo A Di Đà này đó, là nó dụ những người tham lên trên nước A Di Đà học. Học giải thoát. Nhưng mà nên nhớ là 1000 người khi hết phước trở về trái đất này thì chỉ có 1 được. Ổng chỉ xác nhận được có 1 người kiến tánh thôi, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh thôi. Khó vậy đó. Còn ở trái đất này thì thôi đừng có mong. Bây giờ á, bởi vì cái công bố cái pháp môn thứ 6 rồi mà 100 người đã truyền thiền mà còn phải rút lui 95 người. Nhưng mà cũng mong rằng tất cả những người hiểu được thì nên cố gắng để, bởi vì 10.000 năm một vị Phật ra đời mới rước về, chứ không phải là muốn rước lúc nào rước. Bây giờ nó qua cái này là thôi. Mà khi đến là
Thiền tông mà nó ra đời thì thế giới nó đi vào cái chiều văn minh cao. Thiền tông ra đời, nhớ một điều, thiền tông ra đời thế giới đưa lên về văn minh cao, có nghĩa là văn minh quý vị sớm á, phải hiểu. Thành ra mình phải nhanh chóng trở kêu bằng bắt được kịp thì trở về Phật giới, còn không quá thì phải quý vị theo trái đất luôn. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 7. Dạ thưa bác, cháu muốn tu một đạo nào đó không bị sai thì cháu phải tìm hiểu như thế nào? Dạ. Thì mình phải dùng cái đầu khoa học của mình, mình tìm cái đạo đó coi dạy cái gì, ông giáo chủ là ai, cái giáo lý, ông có cái giáo lý không? Cần nhất cái đạo anh phải có cái giáo lý, anh vô trước anh dùng cái giáo lý, anh nghiên cứu cái giáo lý trước, anh thấy thuận lý anh mới vô tu, còn không thuận lý đừng. Nhớ nhớ là tất cả vô đạo anh phải tìm học giáo lý trước, giáo lý mà thấy thuận lý thì anh nhào vô. À, còn nếu mà không thường lý thôi, trước mắt muốn vô một cái đạo là phải học giáo lý trước, còn không học giáo lý là tu mù, vô không được. Người căn bản muốn theo bất cứ một tôn giáo nào, anh phải học giáo lý trước, nghe không? Thì anh mới vô tu nó không sai, theo đúng ý của mình. Ví dụ bây giờ anh muốn lên trời thì có cái giáo lý này nói chuyện trên trời như thế nào, cõi này cõi kia, nghe không? Thứ nhất là bây giờ này, đặc biệt cái thiền tông nó có cái giáo lý của nó. Nhưng mà tiếc rằng cái giáo lý không được xuất bản. Vì sao người ta không cho, người ta cấm không cho. Thì người ta không cho là thôi chứ giờ nói sao giờ. Chú con có bổn phận thì nói ra bằng sự thật này thôi. Còn chuyện cho không cho, chú không. Đâu chú không thành cái đề, chú đâu có mất mát gì đâu. Mà mất mát là cái người muốn theo cái đạo này nè, không có giáo lý để học, mất mát là người đó đó. Cái chú làm gì chú mất mát, chú đã hiểu hết rồi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 8. Dạ thưa bác, đạo khoa học là đạo như thế nào vậy bác? Đạo khoa học thì nói cái gì cũng bằng khoa học hết. Ví dụ bây giờ chứng minh con người anh tại sao có, thì do tinh da nõn mẹ nó cuốn trở lại. Nếu mà cái nõn mẹ mà nó mạnh thì sanh ra người nữ nè. Còn cái tinh cha mạnh thì nó sanh ra người nam. Vì mẹ là âm, cha là dương. Nam nữ là nó phân định ở chỗ này nè, thấy không? Rồi cái tánh Phật hoặc là cái trung bấm thân nó vào chỗ đó thì nó mang cái nghiệp của cái nam nữ này nè. Đó, khoa học chỗ đó đó. Giải thích trái đất này cũng bằng khoa học hình thành như thế nào? Về đọc lại cái quyển số 9, số 10 vậy đó. Nó sẽ trình bày một cách rất khoa học như thế này, thấy không? Hoặc là nếu mà không có cái đợi khi nào mà cái quyển giáo lý nó ra được á, coi một cái quyển giáo lý này, người nào mà coi được cái quyển giáo lý này là gọi là toàn năng, toàn giác, không toàn năng, toàn giác hết, biết hết luôn, gọi là toàn giác. Người nào đọc quyển giáo lý mà thuộc đàng hoàng, người đó sẽ là toàn giác, tương đương với một vị Phật trong cái nhỏ đâu. Tương đương hơn chứ không phải bằng không? Bây giờ ông Phật thì có cái toàn năng, mình không có toàn năng, mình có toàn giác hơn. Có thể tương đương nhau thôi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 9. Dạ thưa bác, cháu bây giờ muốn tu giải thoát thì cháu phải đi tìm những vị thầy nào ở đâu để tu vậy thưa bác? Cái này dễ ở tìm cái chùa nào mà chuyên dạy giải thoát thì nhau đó vô tu. Thấy không? Giờ không lẽ mà Việt Nam mình 18.600 ngôi chùa là không có cái chùa nào giải nè. Đạo Phật là đạo giải thoát mà, đi tìm thế nào mới có. Tìm sẽ gặp, không tìm không gặp, mà đi tìm chắc chắn sẽ gặp. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ đến đây cháu đã hết câu hỏi, xin cảm ơn bác rất nhiều. Dạ. Vị tiếp theo là anh Nguyễn Ngọc Thiện ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cô xin chào bác Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con tên Nguyễn Ngọc Thiện, con hiện đang cư ngụ tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Nay con có một số thắc mắc, xin mong bác giải thích giúp giùm con. Dạ, câu hỏi số 1. Con nghe nhiều người nói họ sau khi chết vào được nước Đại Hải thanh tịnh chúng sống, vậy nước đó là ở đâu ạ thưa bác? Bây giờ mình phải phân tích nè, đại là lớn,
hải là cái biển, thanh tịnh là không có nhúc nhích gì trời. Vì cái nước đó ở chỗ đó đó, cái nước là trong cái biển lớn mà không động. Giờ con tìm đi, bây giờ con hỏi về cái người mà chủ trương này, về cái nước nó nằm chỗ nào. Chú chỉ biết phân tích rằng cái biển lớn không động, chết thì chui vô trong biển lớn thanh động đó thì làm cái gì, tự mình suy nghĩ mình biết, nghe không? Bây giờ ở thế gian này, giờ tôi xuống biển tôi sống thành cái gì, hiểu không? Chú không dám nói trắng ra, mà chú nói đây thì người mình có trí thức mình tìm hiểu, nói tôi chết vô cái biển thanh tịnh tôi sống, giống như thế gian này tôi chết tôi xuống biển sống, thế thành cái gì thì tự biết. Còn ở đâu thì cái câu ở đâu á chú không trả lời đại chúng được, mà chú trả lời cho chuyên môn. Người nào mà đi theo cái đạo này lời hỏi chú, tôi nói rồi, mà có chứng kiến người nào mà phải có chức sắc cao à chú mới trả lời à, chứ mà chức sắc nhỏ nhỏ hoặc là người tu theo đạo chú không trả lời, mà phải có chức sắc lãnh đạo cái này chú sẽ trả lời. Cái đạo là cái nơi này ở đâu chú nói cho, mà chú nói bằng khoa học rõ ràng đàng hoàng chứ không phải ấy đâu. Chú chỉ phân biệt cho con cái chuyện này, chứ còn cái ở đâu chú không nói. Mà con phải ngăn theo dõi cho bốn cái chữ chú nói: đại hải thanh tịnh, biết nhiêu đó là đủ rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2: thưa bác, vậy người tu sau khi chết đến nước đại hải thanh tịnh chúng sống, vậy có giải thoát được hay không ạ? Ở thế gian này, mình nhớ là ở trong thế gian này, người cái nơi nào mà gọi là giải thoát mới là đi giải thoát được. Đại hải thanh tịnh nó nằm ở đâu? Nó còn nằm trong thế giới này nè, chứ không có nằm ở, nó không có ở đâu. Nó nằm ở trong cái hành tinh của cái tam giới. 33 cõi trời lục ra nó sẽ có một cái biển ở chỗ đó. Không giải thoát được. Nó nằm trong quy luật của tam giới, rút hút quay tam giới. Tam giới nó quay tám phương bốn hướng, không cách nào thoát ra được cái quy luật này. Mà muốn giải thoát duy nhất chỉ có Thiền Tông mới dám dạy cái này thôi. Ngoài Thiền Tông không có cái pháp nào mà dạy con người đi ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi, sanh lão bệnh tử. Không có cái, trên trái đất này không có cái pháp môn nào dạy giải thoát, mà chỉ dạy đi hưởng phước thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 3: thưa bác, những người mà đi ăn cướp đồ vật của người khác sau khi chết là họ sẽ đi về đâu hả thưa bác? Ăn cướp này nó có hai cái loại người. Ăn cướp mà đúng theo quy luật ăn cướp người ta thì bị ở tù, thấy không? Thì chết rồi xuống dưới ở trên này mình ở tù, xuống dưới đi xuống địa ngục ở. Còn nếu mà cái loại ăn cướp mà không bị trên thế gian này không bắt được thì nó gọi gì? Xuống dưới nó cũng thành cái loại mà không bắt nó được, thì nó thuộc về cái gì? Ai có theo dõi Thiền Tông từ đầu tới đuôi tôi đã nói cái này rồi đó, nghe không? Có nghĩa là trên thế gian này mình ăn cướp của người ta mà luật pháp không bắt mình được thì người này chết xuống dưới âm phủ, thần không thực dám thực thi mình, thì người đó sẽ thành cái gì? Thành đó không có gì hết, nhưng mà người đó thì rất tốt à. Nhưng mà mang cái danh từ gì thì biết, đi theo cái hệ thống Thiền Tông rồi, nói mấy năm nay thì biết rồi người đó là ai. Không, đây không nói trắng được. Tất cả những gì tôi không nói trắng được cái chiều này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 4 là: thưa bác, trong kinh Đức Phật thường hay nói có câu là loài người 10 phần mê muội hết cả 10. Vậy chẳng lẽ ở trái đất này không ai là không mê muội hay sao thưa bác? Đây thì ông Phật ông nói vậy, ông nói kia là tất cả trái đất này mê muội hết, chứ không phải 10 phần trái đất này ai cũng mê muội hết. Bây giờ con suy nghĩ nè, trên trái đất này có ai hiểu chữ giải thoát không? Hoàn toàn không hiểu. Trái đất này có ai biết mình là cái gì không? Trên trái đất này có biết là trái đất này ai làm ra không? Hoàn toàn không ai biết, kể cả nhà khoa học cũng không biết luôn.
thì không mê muội là gì nữa. Chính mình còn không hiểu mình thì mình là mình mê muội rồi còn gì nữa. Thấy không? Vì thế mà ông Phật nói là trên đất này 10 phần mê muội có 10 là đúng y xa vậy. Nhưng mà nên nhớ một điều, khi thiền tông nó ra đời, trừ mấy cái ông thiền tông ra nha, từ mấy ông thiền tông không có mê muội. Bởi vì ông nói lúc đó là nói thiền tông chưa ra đời. Giờ tôi đính chánh với ông á, thưa Thích Ca, khi thiền tông ông ra đời rồi thì 10 phần mê muội 8 thôi chứ có còn 20 nó thoát ra đời, nó hết mê muội rồi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ. Câu hỏi số 5 là: thưa bác, các thầy thường hay nói á, là người nữ không tu thành Phật được. Vậy người nữ muốn tu chuyển thành thân nam là tu như thế nào thưa bác? Nói người nữ tu thành Phật nói là tới tầm bậy, mấy ông ép người nữ cho làm gì. Ai nam nữ gì nó cũng có là cái tánh Phật. Khi mới vô đây thì nếu mà người nữ cái kia bằng cái trung ấm tạo cái tánh Phật mà điện từ âm nó quét vô á, không? Thì thành người nữ, điện từ dương nó quét người nam, có vậy thôi. Vô trong thế giới này nó phải tạo ra cái nhân quả nam nữ để nó sanh hóa. Chứ mà nữ không vô đây làm sao sanh, mà nam vô không vô đây làm sao sanh. Còn cái vấn đề mà nó tu không thành Phật đó là mấy ông thầy ông ép mình thôi, mấy ông nó lừa mình làm gì có chuyện đó. Có nghĩa là người nam người nữ bằng nhau, nhưng mà có thể người nữ thì nó yếu hơn, người nam nó mạnh hơn vậy thôi. Chứ như cái đầu của ai cũng xin lỗi, cái đầu của người nữ khôn hơn người nam chứ phải nữa. Con nên nhớ rằng tất cả gia đình quán xuyến là do người nữ. Người nam không quán xuyến gia đình được. Người nam làm ra tiền, nhưng mà người nữ quản lý thì cái gia đình nó sẽ giàu. Còn ông chồng mà làm có tiền, ông chồng quản lý tiền, nhà đó nghèo. Đó, mày phải cân bằng như vậy chứ, thấy không? Còn nói là người nữ không tu không giải thoát là đây người ta bịa thôi, người ta không hiểu thế giới vật lý này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, câu hỏi tiếp theo là: thưa bác, tại sao hiện nay không có vị thầy nào biết tu giải thoát hết ra thưa bác? Nó đúng là ta biết thì sao không biết, mấy ông tại ta không nói thôi. Người ta giấu nghề thôi chứ là không biết, không lẽ người ta tu mấy trên đại đất này bao nhiêu mấy chục triệu người, không lẽ người ta không biết. Nhưng mà ta giấu. Mạnh hơn cái đứa cái giải thoát này nè. Ngày xưa ông Phật cũng dạy, dạy muốn dạy cho thoát, người nào dạy ổng đồng ý mới dạy nha, chứ không phải dạy đại trà đâu. Thấy không? Bởi vì hồi xưa tại thời Đức Phật còn sống, tại sao ông Duy Ma Cật ông hiểu cái này? Vì ông Phật dạy riêng ông này. Thấy không? Trong cái đám mấy ngàn người mà chỉ có ông Duy Ma Cật biết. Còn bây giờ cái đám mà Thiền Tông này nè, bao nhiêu người? Đâu phải ai đâu, ai không biết đâu. Giờ nếu mà con so sánh này, thí dụ con ở tỉnh, ở thành phố, ở quận 10 đi, con tiến quận 10 được mấy người? Quận 10 gần 200.000 dân, con tiến được mấy người? Có, nhưng mà ta không nói thôi. Có khi nào con về quận 10 con nói tôi vậy đó, hoàn toàn không có nói. Có, nhưng mà ta không nói thôi, chứ sao không có. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa bác, cháu đi nghe giảng đạo, có một vị Phật tử hỏi một vị thầy ở quận 10. Vị Phật tử ấy hỏi là: kính thưa thầy, Niết Bàn ở đâu, xin cho con được biết. Vị thầy đó trả lời rằng là thầy cũng không biết ở đâu luôn. Câu hỏi này nếu mà đem đi hỏi Đức Phật thì Đức Phật cũng bó tay chấm cơm luôn. Tại sao một vị giảng sư lại nói như vậy thưa bác? Cái này con hỏi lại bác á. Bác hỏi lại con. Thôi giờ dạ, con lại hỏi ông đó, tại sao ông học rộng hiểu cao mà tại sao ông biết? Cái chuyện dễ như đó ngày mà tại sao ông biết? Tôi nè, tôi là con người bình thường mà tôi biết Niết Bàn ở đâu á, phải không? Thì giao lại con. Bây giờ cái này dễ ợt chứ gì đâu con. Nhưng mà tại vì người ta không chịu học thôi, chứ nếu học cái Niết Bàn là gì? Niết Bàn là chỗ thanh tịnh vĩnh viễn, gọi là Niết Bàn bảo sở. Còn cái thanh tịnh mà có thời gian gọi là Niết Bàn quá thạch. Làm sao không có? Niết Bàn bảo sở nằm đâu? Nằm Phật giới ở đâu? Còn Niết Bàn quá thạch nằm ở đâu? Ở trong trái đất này mà mấy ông A-la-hán chui vô cái thanh tịnh mở đó là Niết Bàn bảo sở của ổng á. Làm sao không có?
Cái này có nhiều khi ông giỡn mặt cái cháu chứ làm sao không biết. Ta lớn mà không lẽ cái niết bàn dễ ợt gì sao không biết. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác, hết câu hỏi rồi bác. Xin mời vị tiếp theo là anh Lê Quang Trọng ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ con kính thưa bác, dạ kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con tên là Lê Quang Trọng, đến từ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Con có 8 câu hỏi, xin hỏi bác như sau. Câu hỏi số 1, thưa bác, đạo Phật là đạo giải thoát, cớ sao không vị nào biết, thưa bác? Cái đạo giải thoát này nè, không ai biết là đúng là gì, nó bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Từ khi mà cái đạo này ông Phật ông lập ra, ông không dạy tại chỗ ông được, mà ông để mấy ngàn năm sau mới dạy. Vì thế mà ông giao cho Long Nữ lúc ông 24 tuổi, ông qua nước Văn Lan, ông giao Long Nữ. Long Nữ sau này 1950 mới phổ biến ra. Long Nữ nhận được rồi phổ biến ra. Thì duy nhất chỉ có Thích Ca biết, Long Nữ biết và tất cả những người tu Thiền Tông biết. Còn người không tu Thiền Tông hoàn toàn không biết cái này. Đó là câu rất đúng đó. Tại vì nó gọi là đặc biệt truyền đi, mà người nào nhận được cái này mới hiểu được cái chữ giải thoát. Còn người bình thường làm sao hiểu được. Giờ con suy nghĩ, con đi tìm bất cứ ông thầy nào tu 100 tuổi, trăm mấy chục tuổi, hỏi chữ giải thoát hoàn toàn không biết. Mà trừ ra người nào đến chùa Thiền Tông Tân Diệu mới biết là chữ giải thoát thôi. Còn không đến cái chùa Tân Diệu là hoàn toàn không biết. Nhưng mà vì sao khi chùa Thiền Tông Tân Diệu đã phổ biến ra rồi, có nhiều nơi biết. Vì thế mà hiện giờ có nhiều nơi biết, chứ không phải là độc tôn mà lúc 2006 ra rồi thôi. Chứ trước thì độc tôn, chứ sau này bắt đầu ta mở ra, công bố ra 2017 thì rất nhiều người họ hiểu cái này. Thấy không? Vì cũng xác định cho con đó là cái này, cái pháp này nó này đặc biệt, nó không có đi theo kinh điển phổ thông, thành là không ai biết là vậy. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu số 2. Dạ thưa bác, đạo Phật là đạo giải thoát, cớ sao không chùa nào dạy, thưa bác? Thì đã nói rồi, đạo giải thoát này mình nó đặc biệt, nó truyền đi mà. Chỉ trừ trường hợp người nào hiểu, nắm được cái mạch nguồn Thiền Tông mới hiểu được giải thoát. Còn không nắm được cái mạch nguồn Thiền Tông thì hoàn toàn không hiểu giải thoát là cái gì. Vì thế mà ta không hiểu là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con hỏi câu số 3. Thưa bác, cháu xem trên mạng các thầy, thấy các vị thầy giảng đạo, mỗi vị thầy giảng đạo một kiểu, cớ sao như vậy, thưa bác? Này thì nói đúng, nó đơn giản, tại người ta không có giáo lý. Con có giáo lý rồi, 10 ông giảng đúng một kiểu, ông nào giống như vậy, kiểu này, ông nào giảng cũng giống ông này thôi, không có khác. Vì thế mà bởi cái đạo Thiên Chúa người ta có cái giáo lý ha. Vì thế mà Đức Chúa Trời nói, Đức Chúa Trời có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, ba ngôi. Ông cha nào giảng cũng y vậy. Còn đạo Phật không có giáo lý, thành là mỗi ông nói một kiểu. Vì thế mà bây giờ muốn mà đạo Phật mà muốn mà người này người kia giảng đúng nhau thì quyển giáo lý phải bắt buộc phải xuống bản, phát cho tất cả các chùa, các mấy ông trụ trì phát hết thì mấy ông giảng rất đúng. Còn nếu mà quyển giáo lý không ra thì mỗi ông giảng một kiểu là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu số 4. Thưa bác, xin bác nói rõ cho chúng con biết tứ thiền bác định là gì, thưa bác? Tứ thiền là 4 cấp thiền, bác định là 8 cái loại định. Tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thấy không? Bác định thì nó có 8 cái loại định: định ý, định thân, định tâm, là định tưởng, mắt, tai, mũi, miệng, cái gì cũng định. Trong cái đó con nhìn ra định, con ngửi định, con ăn định, con xúc chạm định, rồi cộng với cái 4 cái kia nữa là thành là 8. Tứ thiền bác định là chỗ đó. Thấy không? Tất cả thí dụ mà bây giờ cái định của con á, ví dụ con nhìn con mắt nó không có kêu bằng chạy theo cảnh á, thì đó là cái định của con mắt. Rồi cái
cái tưởng của con cũng vậy nữa. Cái tưởng của con mà đừng có tưởng tầm bậy bạ thì đó là cái định. Nó tám cái đấy thì mắt tai mũi miệng ý thân và thấy nghe nói biết, đó là cái bác định là cái chỗ đó đó. Còn mà tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hiểu không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu số 5, thưa bác, tu tứ quả thinh văn là tu làm sao thưa bác? Tứ quả thinh văn là bốn cấp của cái tu của người chứng sau cùng là chứng thánh A-la-hán. Gọi là cấp 1 tu đà hoàng, tu đà hàm, A-la-hàm và A-la-hán. Đó là tứ quả thinh văn. A-la-hán sau cùng là ta có thần thông. Nếu đạt được cái quả thứ tư rồi nó có thần thông. Mà cái thần thông mà người ta mà đạt đầu tiên nhất là cái, cắt được cái dòng điện của cái trái tim của mình. Đó A-la-hán nó có hay cái chỗ đó. Vì thế mà mấy người mà thành A-la-hán rồi họ tự tịch diệt được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu số 6, thưa bác, cháu nghe thường nói chân thường vô thường là nói cho cái gì thưa bác? Chân thường vô thường này nó có hai cái trường hợp. Một cái chân thường ở thế gian và một cái chân thường ở Phật giới. Thế gian thì nó gồm có đất, nước, gió, lửa và điện từ âm dương, là cái chân thường của cái thế gian này. Còn cái chân thường của Phật giới đó, thì tánh Phật, điện từ quang và chư Phật. À, tùy theo cái chân thường vô thường. Còn trái đất, cái trái đất này nó vô thường á, là gì? Là con người, thân con người và tánh con người. Rồi tánh trời, tánh thú, thân thú. Rồi tánh loài này loài kia, đó là cái vô thường. Mang thân người và tánh người thì nó là vô thường. Mà đất nước gió lửa điện của con người nó là chân thường. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi câu số 7. Thưa bác, vậy bác giải thích chân thường và vô thường này cho chúng cháu nghe được không ạ? Thưa bác. Thì nếu mà chân thường, thí dụ trái đất, đất này nè, thí dụ cái đất này nó, mình trồng cái cây lên mình ăn cái gì? Cây trái mình ăn rồi mình thải ra, nó đi vào trái đất thì nó có luân chuyển, đó là nó vô mình thì nó chất cứng của mình đó, gọi là da thịt gân xương tủy não, đó là đất. Thì nó gọi là mình cái gì, da thịt gân xương tủy não. Nhưng mà nó khi mình mất rồi mình thải, mình trả về cho nó, trả về đất. Cái đất đây là cái thường. Còn nó vô mình đó, thì nó là vô thường. Không khí ở ngoài thì nó thường, mà vô mình hơi thở, mình thở ra thở vô, nó là vô thường. Lúc thì của mình, lúc ở ngoài, lúc này không gian đó, cái ra vô vậy, gọi là vô thường là cái biến đổi. Còn cái chân thường là không biến đổi, không biến đổi. Đất là đất, nước là nước, gió là gió, lửa là lửa, điện là điện, cái đó là cái chân thường. Còn cái vô thường là nó vô từ cái động vật, cây cỏ hoa lá, nếu vô đó thì cây nó cũng phải sanh lão bệnh tử, con người mình cũng vậy, thì nó thuộc về vô thường. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu số 8, thưa bác, thầy tu có danh tiếng ở tu viện quận 12, tuyên bố thầy chuyên giảng thiền tông, cớ sao có người hỏi thầy này ý nghĩa Đức Phật tầm cái tay cầm cành hoa sen để làm gì? Vị thầy này không biết, tại sao thầy không biết mà lại tuyên dạy thiền tông? Này người ta nghe, người ta thấy thiền tông hay, người ta nói vậy thôi chứ. Bởi vì muốn giảng thiền tông, mình không phải đi theo cái dòng thiền đâu. Muốn giảng thiền tông thì anh phải nắm được cái giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông thì anh mới giảng được cái này. Còn nếu mà anh không nắm được cái quyển giáo lý đạo Phật thiền tông thì đừng có mong giảng. Nghe người ta giảng thì giảng, nghe nói theo thôi. Trước khi mà bây giờ tôi nói là tất cả những người ở Việt Nam này nghe nói cái vấn đề mà ông Phật cầm cái sen ai cũng biết hết. Bây giờ nó ra phát lên mạng ai cũng biết. Nhưng mà hỏi về cái cốt tủy không ai biết. Là sao? Là không nắm được cái giáo lý. Nếu mà cái này ra rồi mà nếu mà cái giáo lý nắm được thì chuyện giảng về thiền tông rất đơn giản. Còn nếu không ấy thì từ mấy năm nay đi theo dõi cái chùa thiền tông Tân Chiệu, người ta nói ra đó, mình nắm được 30-40% thôi chứ không lên được, chứ không nắm hết được đâu. Mà muốn nắm tròn diện của cái thiền tông này thì phải học cái giáo lý. Nắm cái giáo lý, học tới học lui, học cho thuộc, tự nhiên là mình. Bởi vì tôi nói thiền, nắm được cái giáo lý này thì mình trở thành là người toàn giác.
thấy không? Ai nắm được giáo lý Thiền Tông là sẽ là người toàn giáo. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hết, con xin cảm ơn bác. Vị tiếp theo là anh Vũ Quang Hưng ở Nam Định ạ. Vâng, kính thưa thầy Nguyễn Nhân và kính ban quản trị chùa Thiền Tông Quan Diệu, kính thưa tất cả các Phật tử có mặt trong buổi giải đáp chiều hôm nay. Tôi là con là Vũ Quang Hưng ở phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Con có 6 câu hỏi xin thầy giải đáp cho. Kính thưa thầy. Câu thứ nhất tức là trên thế giới này đạo nào là lớn nhất, xin thầy giải đáp. Trên thế giới này đạo lớn nhất là đạo thánh. Trên thế giới đạo lớn nhất là đạo thánh. Thấy không? Không ai qua đạo thánh. Bây giờ anh đi tìm tất cả cái gì thánh là hiển linh đó. Chữ thánh anh nói chung là hiển linh. Có chỗ nào mà không hiển linh không? Chỗ nào hiển linh đó là đạo thánh. Đạo thánh gọi là lớn nhất. Rồi ở tiếp đi. Cảm ơn thầy. Câu thứ hai tức là tại làm sao đạo Phật là tôn giáo lớn nhất, sao không bằng các tôn giáo khác? Vâng. Đạo Phật đúng là tôn giáo lớn nhất nhưng mà không bằng tôn giáo khác là tại vì nó không có giáo lý. Vì thế mà có nhiều người ta theo vô cái đạo Phật không giáo lý, người ta bỏ đi qua cái đạo khác. Đạo nào có giáo lý ta vô ta theo cái đạo đó. Đạo Phật tại vì nó thiếu cái giáo lý thành ra người ta không theo. Ta vô rồi ta tìm hiểu không thấy được ta đi qua chỗ khác. Đạo nào có giáo lý ta vô ta học. Vì thế mà đạo Phật nó không bằng các đạo khác là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Cảm ơn thầy. Câu thứ ba, lý do gì đạo Phật không phát triển mạnh bằng các tôn giáo khác? Và xin thầy giải đáp. Và trong khi đạo Phật là rất khoa học, xin thầy giải đáp. Đạo Phật không phát triển bằng các tôn giáo là tại vì đạo Phật thiếu chiến lược. Thiếu chiến lược phổ biến đạo Phật ra. Mà nguyên tắc tất cả những chiến lược mà để cho cái đạo Phật nó mạnh đó, thì cái người mà đi phổ biến cái này nó phải có cái tư cách. Anh nắm được cái quyển giáo lý anh mới phổ biến người ta được thì cái đạo Phật nó mới mạnh. Còn này anh không có hiểu được cái giáo lý thì đi ra thì có nhiều khi 10 ông nói trật lắc thành ra Phật tử người ta ghét, ta không tới nữa thôi. Vì thế mà nó không bằng cái đạo khác là vậy. Anh đạo Phật muốn bằng người ta thì phải có giáo lý. Thì cái chiến lược này, chiến lược là cái gì? Đưa cái giáo lý đi trước thì mới thu phục được những người theo đạo này. Còn anh không có này thì làm sao anh thu phục người ta được? Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn thầy. Câu thứ tư. Vậy muốn cho đạo Phật phát triển mạnh phải làm sao? Xin thầy giải đáp. Muốn cho đạo Phật phát triển được mạnh dễ ở dễ nhân côn in giáo lý phát ra. Vì trong đạo Phật nó có cái đặc biệt là nó có cái giáo lý rất hay mà tại giờ ông không chịu, ông yếm lại. Mấy ông thầy ông yếm lại. Chứ đạo Phật một bung giáo lý ra thì chưa, tôi bảo là trên thế giới không có cái đạo nào bằng cái đạo Phật. Mà nó không bằng là tại vì ông ém cái giáo lý lại ông cho ra. Rồi hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn thầy. Xin thầy trả lời câu thứ năm tức là ở trái đất này đạo nào quyết định sinh tồn trên trái đất này? Ở trái đất này đạo nào quyết định sinh tồn trên trái đất? Và xin thầy trả lời. Quyết định sinh tồn trái đất này là đạo thánh. Muốn trái đất này tươi tốt bằng cũng thánh, mà muốn hủy diệt trái đất này cũng thánh. Hoàn toàn không có đạo thứ hai. Đạo thánh giải quyết tất cả những gì sinh tồn của trái đất này gọi là đạo thánh. Rồi anh hỏi tiếp đi. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Câu thứ sáu. Lý do gì đạo thánh được nhiều người ưa chuộng nhất? Con xin. Vâng, xin thầy giải đáp. Con người ta ở đây, ở thế gian này là ta sống bằng cái tưởng. Vì đạo thánh đáp ứng được cái tưởng cho người ta. Vì thế mà đạo thánh người ta theo nhiều nhất. Thấy không? Bởi vì con người ta có cái tưởng mà đạo thánh, anh tưởng cái gì đạo thánh thỏa mãn cho anh cái đó.
Vì thế mà đạo thánh là số một ở trên trái đất này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thôi, con xin cảm ơn thầy, con hết câu hỏi. Và... Đó, xin cảm ơn. Dạ, mời vị tiếp theo là vị Đỗ Thị Đảm ạ. Dạ, con xin kính chào thầy cùng ban quản trị ạ. Con có 4 câu hỏi, xin mong thầy giải đáp cho con ạ. Xin thầy giải thích cho con câu niệm Phật cho tới vô niệm là như thế nào ạ? Niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho đến khi cái tiếng niệm nó mất, gọi là đến vô niệm. Thấy không? Niệm cho đến vô niệm. Mà đến vô niệm rồi đó, thì tại con hỏi tới đây chứ nó đúng ra cái vô niệm nó rất rất quý ở trong cái chỗ này, nó đi cái vô niệm nó đi rất nhiều con đường. Thấy không? Niệm ví dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho đến khi mà mất cái tiếng niệm của mình rồi cái giới thứ hai nó sẽ xuất hiện ra. Đó là niệm vô niệm, niệm đến khi hết niệm thì cái hiển linh bắt đầu hiện ra. Mà con hỏi tới vô niệm thôi chứ không nói kia. Rồi hỏi tiếp đi. Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi số 2 ạ. Khi con bịt nhẹ hai lỗ tai của mình lại thì con nghe thấy tiếng rất rõ, tiếng o o ạ, như tiếng máy động cơ chạy. Vậy đây có phải là tiếng của động cơ âm dương của... Vậy đây có phải là tiếng của điện từ âm dương cuốn hút để bao quát sắc thân không ạ? Cái nên nhớ hai cái lỗ tai là chỗ thông của cái trung tâm não bộ của mình. Mình bích nó lại thì nó nghe. Bình thường nó chạy mình không nghe đâu. Mà khi cũng bích lợi, nó đóng khung ở trong đó thì nó phát ra cái tiếng đó, gọi là trung tâm não bộ hoạt động. Mà hoạt động đó là do cái tim, cái cơ chế của tim nó ép, nó quét hoạt động chỉ để cho cái não bộ nó hoạt động. Não bộ hoạt động thì mới phát ra 16 thứ thánh người. Cái chỗ đó, chỗ mà LO đó là cái nơi nó phát ra 16 thứ của thánh người. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi số 3 ạ. Trong lần giải đáp, con nghe bác nói tu theo thần mới trở về Phật giới được, tu theo thánh không thể về Phật giới được. Xin bác giải thích rõ tu theo thần là tu như thế nào ạ? Và tu theo thánh là tu làm sao ạ? Tu theo thần thì bác không giải thích, nhưng mà bác nói sơ qua rồi nè. Còn theo thánh thì bác giải thích. Vì cái câu hỏi này nó chia ra hai cái vế. Tu theo đạo thần, muốn hỏi người nào muốn hỏi cái này thì cái người đó là trên trái Việt Nam mình nó có 3 cái trường hợp hỏi, bác sẽ trả lời 3 người này. Thứ nhất là chính quyền tôn giáo hỏi câu này, bác trả lời. Thứ hai, giáo hội Phật giáo nào cũng được hỏi câu này, bác sẽ trả lời. Thứ ba là báo chí, mà không phải là một cái ấy đâu, mà gọi là kêu bằng hội báo chí á, lại hỏi bác trả lời 3 cái danh từ này. Về cái đạo tu theo thánh, tu theo thần giải thoát được thì cái câu này trả lời cho 3 cái trường hợp đó thôi. Nếu còn về triệu tập được 3 cái người này là đây bác trả lời cho. Còn đạo thánh không giải thoát được là vì thánh hiển linh. Hiển linh là muốn tu đi đây đi đó chứ không khi giải thoát được. Thánh hoàn toàn không nói chỉ giải thoát, mà tu thánh là đi hưởng phước thôi. Thấy không? Tu theo đạo thánh thì bởi vì nó là tu theo đạo thánh không giải thoát, mà tu thần thì mới giải thoát. Mà giải thoát, thần giải thoát thì phải 3 cái dạng người này đến hỏi, bác sẽ trả lời. Còn ngoài ra không, bác không trả lời cái câu này được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Vâng, con xin cảm ơn ạ. Con câu hỏi số 4 ạ. Con thường hay nghe người ta nói hoạch tài bất phú, xin bác giải thích cho con rõ ạ. Có liên quan gì trong đạo Phật không ạ? Cái này là cái khâu nhân quả. Hoạch tài bất phú là cái cửa mà cái của mà tự nhiên mình có đó. Nếu mà con mà vì nhân quả con tạo được cái tiền đó thì con mới làm giàu hoài được. Còn con đi con lộn tiền của người ta hay là con mánh mung làm gì mà lấy được tiền của ta thì cái này gọi là nó không có giàu bền bất phú. Hoạch tài cái của mà nó đến bất ngờ của mình không thể giàu được. Thấy không? Vì cái câu chuyện này tôi nói sơ ngày xưa đó,
khi mà ở Việt Nam, ở Sài Gòn này nó có cái đại thế giới của ông Lê Văn Diễn á, ổng làm chủ ở đây, mà khi mà Trình Minh Thế, đạo có đài Trình Minh Thế đánh Lê Văn Diễn vô lấy biết bao nhiêu tiền, lính người nào vô hốt tiền đi nhóc, không có 6 tháng đâu, chừng 4 tháng là mấy ông lính nó về nghèo hết được, rồi bị này bị kia, những người mà lấy cái thứ tiền đó. Vì thế mà gọi là cái tiền mà bất ngờ. Mà cái chuyện này nó xảy ra rất lớn, chứ không phải như cái lúc mà cái chiến tranh giữa đạo Câu Đài với đạo Bình Xuyên á, thì người ta lấy cái số tiền này rất nhiều, kể người dân cũng vậy đấy, mà lấy sao rồi nó bị cũng ra hết rồi, nó cũng nghèo, rồi không bị này cũng bị kia, thành không có người nào sống giàu đúng một năm. Bởi vì người ta lấy được tiền đó, có đi cờ bạc đủ thứ làm riết, nó cũng đi mất hết, thấy không? Là quẩn tài bất phú. Tiền của mình làm là do cái nghiệp mình làm có thì nó sẽ bền. Còn tiền của người ta mình đi lấy này kia nọ thì nó không thể giàu có hoài được, gọi là quẩn tài bất phú. Rồi câu hỏi tiếp đi. Xin thầy cho con hỏi thêm là có liên quan gì đạo Phật ạ? Cái này thì nói thì cái này căn bản gì đạo Phật nó khuyên anh là đừng có đi lấy của người ta. Đây là cái nhân quả mà, quẩn tài bất phú nó nằm trong cái nhân quả. Cái tiền anh làm ra đó thì mới bền, còn cái tiền của người ta không có bền, cũng có thuộc cái nhân quả. Nó nằm cái nhân quả mà nó trong nhân quả thực tế, chứ không phải là mơ hồ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hết, con xin cảm ơn thầy ạ. Xin cảm ơn. Xin mời vị tiếp theo là vị Tô Thế Đôn ở Nam Định ạ. Con tên là Tô Thế Đôn ở Nam Định, huyện Xuân Trường, quê hương Bắc Trường Chinh. Con xin kính chào thầy và các vị khán giả đã đến dự buổi lễ hôm nay. Con xin được chất vấn thầy mấy câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất thì thưa thầy, con có được mới xem giáo lý của Thiền gia Đức Tịnh có nói là đến thời Thượng Mạt Pháp thì ai xem được quyển hình quý của Đức Phật, 1.000 người mới có 1 người giác ngộ, mà trong 1.000 người giác ngộ thì chỉ có 5 hoặc 7 người được về Phật giới. Vậy thì nhưng mà lại gần đây hôm 12 tháng 7 vừa rồi con có xem thì Thiền gia Đức Tịnh lại trả lời cho một Phật tử nói là thời nay ai được truyền thiền thì sẽ 100 người sẽ có 30 người được về Phật giới. Nghĩa là sao ạ? Đấy. Thế này nói đúng ra mình không xen vào của người ta. Cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này là không có tuyệt đối, không có xen vào của người khác. Còn cái chuyện đó thì ai nói thì, bởi vì người nào nói thì cũng có cái lý của người ta. Thấy không? Giờ cho tôi miễn trả lời câu này. Nhưng tuy con ở xa nhưng con vẫn theo dõi mạng, con vẫn biết từ khi thành lập chùa Thiền Tông này cho đến khi có mặt Thiền gia Đức Tịnh ở đến chùa này, rồi đến khi Đức Tịnh cũng chia tay ra đi. Mà tại sao lại khác nhau như vậy ạ? Thì tôi cũng xác nhận Đức Tịnh ở xa đó, vô xin tu chùa này đâu được đâu, 2 năm đi ra có vậy thôi, còn đi ra làm gì thì tôi đâu có biết. Thì bây giờ đi ra rồi ta muốn nói gì nói, thì sao tôi biết được. Mình nói nếu mà, bởi vì nhà nước cho tự do mà, thành ra ai làm gì làm. Chừng nào mà còn ở trong cái chùa Tân Diệu này tôi sẽ nói. Chùa trong Tân Diệu này còn trong cái khuôn khổ của cái chùa thì tôi sẽ nói. Còn này đi ra ngoài khuôn khổ của chùa rồi thì tôi không nói. Rồi, nói tiếp đi. Thưa thầy, vậy con xin được hỏi là trong Kinh Kim Cương, miền Bắc thì gọi là Kinh Kim Cương mà miền Nam thì gọi là Kinh Kim Cang. Thế thì trong Kinh Kim Cang có nói là Như Lai không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Mà con thì thưa với thầy là một ông thầy cúng chính hiệu ở ngoài Bắc, mà cúng từ khi nhỏ chứ không phải bây giờ, chuyên đi phụ tá các sư ở các chùa, nếu thiếu chúng con là các sư không thể làm được. Đấy, nhưng mà từ khi con gặp được sách của thầy là coi như con bỏ luôn, bỏ thẳng cẳng, bây giờ là chạy mất rồi đấy. Đấy. Thế nhưng mà
Trước ấy là con vẫn thấy là các sư ở ngoài Bắc gọi là các sư, mà trong này gọi các thầy, thì chữ sư nghĩa là thầy cũng là đúng thôi. À, thì các thầy, các sư vẫn nói là bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, đó là nói bằng chữ Nho. Còn trong kinh Kim Cang thì nói là Như Lai không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Vậy thì thầy nói là lại phải vượt hải triều dương mới đi được về Phật giới. Vậy nghĩa là sao ạ? Chỗ này Phật chúng con không rõ ạ. Giờ cái này phân tích cái thế này nè. Cái tánh Phật á, nó ở Phật giới. Nó như vậy thôi, nó là gọi là cái chân như. Mà đi vô trong thế giới này để mà mượn thân và tánh người tạo công đức, thì cái tánh Phật nó cũng vẫn là chân như, nó là cái Như Lai á, chẳng đi chẳng đến chẳng đâu. Nhưng mà tại vì vào cái tánh người, thân người để mượn tạo công đức để về Phật giới mang một kim thân Phật, thấy không? Thì nó có sự sai biệt này. Vì thế mà mới có cái chuyện mà tánh Phật vào mượn thân và tánh người phải đi vào cái cửa hải triều âm, do một vị Phật chỉ đi vào. Không thể cái cửa hải triều âm, không phải một tánh Phật mà dám đứng đi vào được. Là vì sao? Thế giới vật lý nó quay, khi mà nó quay mà cái ánh sáng của mặt trời nó đưa ra đó, mà nếu mà không có trái đất che đó, thì mình vô một cái là bị rồi, vô bị là dính nó rồi, nó thật kia mà nó chiếu ra, rửa ta mũi nó chiếu ra cho cái tánh Phật không chết, nhưng mà tánh Phật bị nám. Vì thế bắt buộc có một vị Phật dẫn vô loài người để rồi tạo công đức. Công đức không tạo mà tạo phước đức, tạo ác đức không, nó muốn luân chuyển ở trong này. Luân chuyển nó bao nhiêu tỷ năm á. Rồi bây giờ đi muốn đi ra làm sao đây? Làm sao biết đường ra? Có một vị Phật phải dẫn đường đi ra. Có hiểu cái đó không? Ở bên ngoài gọi là ta, ở bên ngoài gọi là Phật giới, vô trong gọi là tam giới, nó quay theo cái luật quy luật luân hồi. Vô phải có người dẫn vô, ông Phật dẫn vô, về cũng phải có ông Phật dẫn về. Chứ làm sao biết đường đi ra đi vô? À, là vì thế mà phải có cái lộ trình về Phật giới. Anh về đường đó, vì đạo Phật nó chưa có cái đạo nào mà nó phân tích là cái tam giới hết. Duy nhất mà đạo Phật mà chỉ có Thiền Tông mới nói về tam giới thôi. Còn tất cả các đạo Phật, các pháp môn khác không nói tam giới. Vì ta không có hiểu, ta có đề cập đến chữ tam giới nhưng mà ta không hiểu là tam giới là cái gì. Duy nhất chỉ có đạo Thiền Tông mới giải thích cái tam giới nó là vậy đó. Tam giới này nó luân chuyển, nó quay, nó có bốn bầu hoàng đạo, 1, 2, 3, 4. Mình ở trái đất này gọi là bầu hoàng đạo 1. Thì nó luân chuyển theo kiểu bầu hoàng đạo 1, hoàng đạo 2, hoàng đạo 3, hoàng đạo 4. Thì nó mới có chuyện đi về, đi vô đi về, chứ còn không vô làm sao có về. Thấy không? Rồi, cái phần này thắc mắc hỏi nữa thì trả lời cho nghe. Thưa thầy, con xin hỏi là bây giờ cái công thức đường về Phật giới trước ấy là thầy cho thì chúng con cũng học thuộc rồi, mà trong nó cũng có những Phật tử học thuộc rồi. Bây giờ có công thức mới thì có những Phật tử đã phải ra đi. Vậy thì những cái Phật tử ra đi đó, cái nút trước đây cái theo với cái công thức trước ấy, thì liệu có được giải thoát không? Cái nào nó cũng vậy thôi. Ngày xưa đó, thí dụ Sài Gòn Hà Nội đi bằng gì? Đi bằng quốc lộ 1, đi vòng vo Tam Quốc. Sài Gòn Hà Nội đi máy bay, không có vòng vo Tam Quốc, đi thẳng luôn. Hôm xưa cũng đi vậy, bây giờ cũng đi vậy thôi. Nhưng mà giờ rút gọn là gì? Là nói cho rút gọn lại. Bởi vì ta phân biệt, ta nói chỉ có ba cái trường hợp thôi. Ngày xưa còn phân tích đủ thứ hết. Thấy không? Bây giờ bị cái thời buổi này chuẩn bị công bố, bởi vì cái này nó nằm ở trong cái giáo lý á. Thành ra tôi phải công bố trước cái giáo lý một chút. Chứ cái này nó nằm ở trong cái giáo lý chứ không có đâu á. Hồi xưa thì không dám nói thẳng về, nói thẳng đây người ta ăn cắp. Thành ra bây giờ trong giáo lý chuẩn bị công bố ra mà giờ nó còn trục trặc chút. Thành ra tôi phải nói nó rút gọn vậy thôi, nó cũng vậy thôi. Hồi xưa tại anh đi á, anh đi Sài Gòn Hà Nội bằng ô tô. Bây giờ anh đi Sài Gòn Hà Nội Sài Gòn đi bằng gì? Đi bằng phi cơ, chứ cũng tới vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, con xin hỏi là bây giờ mỗi một tập tục địa phương là một khác, như quê chúng con ấy là sau khi người ốm mà tắt thở là phải để cái bông ở mũi.
Khi nào mà cái bông mà không động đậy nó biết là tắt thở rồi. Khi tắt thở xong cái nào bắt đầu họ buộc luôn, tức là họ xé vải hoặc họ lấy dây này, họ cột ngang vai, buộc rất chặt hai ông kéo, nghĩa là không thể nhúc nhích được. Để mục đích làm gì? Sau này tức là khi đã cứng ra rồi á, là đưa vào quan tài là nó mới không bị cức. Còn không nữa nó rã hai cái vai ra với lại hai cái hông này, mà nó rã ra là không đưa vào quan tài được. Thế là họ làm như vậy thì thưa thầy, bây giờ họ buộc ngay như vậy thì liệu trung ấm thân có ra được không? Đấy, con đang lo cái chỗ này. Cái chuyện trung ấm thân nó ra, nó phải ra chỗ đó đâu. Bây giờ nè, cái kêu bằng ép tử á. Bởi vì theo cái bệnh viện cũng vậy, nó muốn chết lâm sàng, tuy là bỏ cái tờ giấy quyến vô ha, tờ giấy vô mà cái nó không nhở ra, không ra vô thì nó chết, nhưng mà không được quyền nha, không được động 8 tiếng đồng hồ sao mới cho động lại. Tại vì cái trung ấm thân nó ra, nó không phải đi ra liền đâu, ra từ từ. Có nhiều khi ra 1 tiếng mới xong, mà 2 tiếng mới xong, chứ không phải nhỏ đâu. Vì thế mà con người ta chết nên nhớ rằng cái da người ta tái từ từ, chứ không phải là nó sầm nó tái liền. Vì thế mà nhà thương còn phải để 8 tiếng trong cái lâm sàng, chứ không phải đâu. Vậy mà còn lầm á, có nhiều cái 8 tiếng nó không chịu. Mà nếu mà có nhiều khi cái nhà thương á, nó không để ý được ha, khi mà nó 8 tiếng nhưng mà nên nhớ mà banh con mắt ra, banh con mắt mà nó còn hơi màu không được, thấy không? Chừng nào đưa ra nó trắng bóc hết thì được. Bởi vì rồi còn nếu mà muốn mà cho chắc ăn nữa đó, thì đưa cái ống nghe vô cái tim ép cho mạnh, coi nó còn có nhúc nhích gì đâu không. Còn nhúc nhích là vẫn còn à. Vì thế mà không có phải là ép theo cái kiểu kia, ép kia là kêu bằng kiểu bức tử người ta đó, không được. Thấy không? Thưa thầy, cái này là ở địa phương chúng con là xưa nay họ làm như thế. Nhưng mà này chỉ riêng có cái pháp môn tịnh độ, những cái hội đạo tràng mà họ đến họ niệm Phật thì họ giữ để sau 8 tiếng. Họ bảo là dứt khoát là nó sẽ không cứng ra được. Còn ngoài ra tất cả các trường hợp chết là coi như không được phép đến 15 phút là đã phải buộc rồi, cột thật chặt. Đấy, không có là đến lúc nó cứng ra là khiếp, là sợ nó cứng thôi. Đấy, mục đích như thế. Cho nên ai cũng sợ, nhà nào cũng sợ, mà thấy vậy cái là phải tìm. Là vì khi người chết ấy, là phải mượn người đến bó gói. Đấy, để có một cái dịch vụ như vậy, chứ không phải là bảo người nhà làm cái việc đó. Đấy, thế hôm nay thầy nói bảo phải để sau 8 tiếng thì không biết chúng con tính thế nào đây. Đấy. Bây giờ theo khoa học á, bây giờ mình không hỏi nói thì Thiền Tông vừa hỏi mấy cái ông úp sát của bệnh viện á, ông nói rành. Vì ta có cái khoa mà học, mấy người nó có cái khoa úp sát chứ không phải là học tay ngang đâu. Mấy ông nó có cái bằng úp sát. Mấy ông bác sĩ đó, ta có học cái chương trình này. Hồi xưa tôi cũng có học cái chương trình này chứ không phải không đâu. Tôi bị hành nghề y mà là tôi biết cái vụ này. Thành ra bây giờ cái ngoài Nam Định đó, thì có nhiều khi là cái tục lệ người ta thì phải theo thôi, chứ độ đúng. Có nhiều cái nó người ta chết người ta làm liền, có cái người ta để mấy tiếng, rồi có khi để qua ngày qua đêm. Nên nhớ rằng ở trong ngoài Bắc không biết sao, chứ trong Nam mà chết thì họ để cái nảy chuối đó, hoặc là con dao gì để cho con mèo nó không chạy ra. Người mà chết đó, thì con mèo nó chạy, con mèo nó thuộc âm, nó chạy vô cái con người nó cái điện nó hút á, làm cái con người nó nhảy lên. Cái đó sự thật đó là lực âm dương thôi. Thấy không? Mỗi một địa phương nó có một cái, có cái lệ, cái tục lệ thì thôi mình phải chịu thôi. Nhưng mà bây giờ khoa học chứng minh là khoa học cũng phải để 8 tiếng. Thấy không? Mà nhưng mà đều người ta về cái y học, người ta có cái máy nghe đặt kéo sát ra trong cái tim á, còn nhúc nhích không? Bởi nó là cái bằng nhúc nhích nhẹ nó vẫn nghe, thì mình bắt chước người ta đi. Thì thôi giờ để đừng có bỏ sớm ấy. Là có nhiều khi cái người ta tức, ta chưa chết, ta tức. Rồi thành ra cái tàn thức người ta không tốt. Nó thành ra nó làm cái sân si của nó lên. Thành ra nó đi vào cái cảnh giới xấu, không nên làm cái này. Cứ để cách bình thường. Mà hơn, rồi bây giờ Thiền Tông ra đời, dù muốn không 5 phút đi, 30 phút đi, cũng phải để 8 tiếng đồng hồ. Phải không? Để chi? Để cho nó thanh thản đi ra. Bởi vì mình coi nè, con mắt rồi tất cả cái màu da. Người ta chết mà hồng hào là coi chừng cái vụ mấy ông thánh nhập. Nó không cho ra đâu. Chết mà hồng hào lại đi niệm
Thí dụ chết mà niệm A Di Đà đó, nó không mát, nó lại nó hồng hoài là sao? Mấy sư phụ vô rồi đó, có chừng cái chỗ đó đó. Mà chỉ Thiền Tông mới dám nói chữ này thôi. Thấy không? Thì thôi bây giờ tục lệ gì cũng vậy, nhưng mà theo khoa học là tốt nhất. Khoa học bảo tam tướng thì xong. Mà đa số mà bây giờ anh mà có người chết mà chết trong cái nhà thương á, anh vô anh coi, người ta sẽ làm cái thủ tục rất đúng, mà sẽ làm đúng theo khoa học đàng hoàng, chứ không phải là kêu mà làm ẩu, phải không? Còn cái chuyện mà thôi tục lệ địa phương thì mỗi địa phương, nhưng mà dần dần á, cái Thiền Tông nó ra đời ai cũng biết hết rồi, ta sẽ áp dụng theo. Vì Thiền Tông nó là khoa học mà, chứ đâu phải mà nói chuyện mơ hồ. Rồi hỏi tiếp đi. À, thưa Thầy, con tuy vậy nhưng mà cách đây đã từ 20 năm nay ấy, thì hoàn toàn chúng con trước ấy, thì chúng con nó cúng chay. Rồi sau nữa là con là vì con có vào miền Nam nên con mới theo được là các cái pháp môn ở trong này, con mới thấy các sư ở trong này. Đầu tiên con vào trong này con thấy là tại sao lại phải ăn chay? Ăn chay để làm gì? Thế rồi thì gặp các sư thì rồi con đến sau con cũng có mượn được một số sách vở, thí dụ như là Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử do Hòa Thượng Thích Thanh Từ viết, rồi thì Pháp Bảo Đàn Kinh, rồi Kinh Duy Ma Cật, rồi Tiến Thẳng Vào Thiền Tông cũng đều là của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Thì mà trước ấy là con toàn có xem vào cái giảng pháp của Hòa Thượng Thích Thanh Từ thôi. Thì con thấy Hòa Thượng cũng giảng tới cái mức là xúc chạm thì biết có chân tâm đấy, nhưng mà lại không nói là chân tánh. Giá như nói chân tánh thì đúng là giống như của soạn giả đấy, chứ lại không phân tích giữa tánh và tâm. Nhưng mà thực ra thì soạn giả đi là quá sâu về Thiền Tông học. Nhưng mà như con nghĩ trước đây, giả sử như Hòa Thượng đã biết tới cái mức độ đó cách đây độ chục năm, mà nếu như soạn giả kết hợp với Hòa Thượng thì chắc là Hòa Thượng sẽ đồng ý. Mà nếu Hòa Thượng đồng ý thì hòa đồng với Hội Phật Giáo rất dễ đấy. Chứ còn như bây giờ con thấy mới gần đây thì có một vị tiến sĩ mà con xem trên mạng, hình như là ông Thích Chí Trơn gì đó, người ta hỏi là bây giờ ở Linh Thương Sơn Hội Thượng Phật mà cái cành sen đưa lên khai thị mà cho các đệ tử, nhưng chỉ có mỗi Ngài Ca Diếp nhận được cái gia tài đó, nhưng cũng không biết là nhận được cái gì. Mà bây giờ tất cả nói chung hàng ngũ Phật tử Thiền Tông từ yếu chỉ trở đi, người ta cũng đều biết là dơ cành sen để khai thị cái gì, chưa nói đến một ông tiến sĩ như vậy. Vậy thì Hội Phật Giáo giữ được cái đạo này như thế nào đây, và có tồn tại được không mà lại không hòa đồng với Thiền Tông, thì con muốn hỏi chỗ này. Bây giờ đó thì tất cả gì người ta tu bây giờ gọi là tu vật lý, tu vì tiền. Mà cái Thiền Tông nó nói bằng sự thật. Thì anh bây giờ hồi xưa đó anh muốn cúng cái tiền anh đi vô cái chùa, anh cứ bỏ vô cái hòm thôi, phải không? Ta để công đức phước, đức phước điện gì ta không biết nha, cứ bỏ vô cái hòm đó. Nhưng mà bây giờ Thiền Tông ra nó đây là cái công đức như thế này, phước đức như thế này, phước điện như thế này, ta biết rồi. Thì những cái hòm mà công đức hoàn toàn không bị dẹp, kể phước điện, phước đức gì cũng dẹp hết, thì người ta không đồng ý được. Bây giờ anh đi từ Bắc chí Nam có cái chùa nào giải thoát không? Hoàn toàn. Vì thế mà nếu mà cái Thiền Tông này mà áp dụng đưa cho giáo hội, hoàn toàn giáo hội không nắm. Có nghĩa là nắm một cái là giáo hội phải quay 180 độ liền, đằng trước quay đằng sau liền. Thì làm sao được? Thành không có được, thấy không? Còn tất cả những vị thầy mà nghe cái này là lặp đi lặp lại là người ta bắt chước thôi. Chứ còn nếu mà đi sâu vào không phải chuyện đơn giản đâu. Chứ không phải là gặp mình xem rồi nó ngộ đạo, nó không phải vậy đâu. Phải đơn giản nó được. Ngộ bằng cái gì, như thế nào, thốt lộ ra cái gì mới đúng là sai. Thì cái này thôi thế gian, bởi vì thế gian thì cái gì giỏi thì người ta lấy để ta nói ra thôi. Chứ sự thật khó lắm. Bây giờ chính với người mà trong Thiền Tông mà đi sâu vào, giờ tôi hỏi nhiều cái mà không trả lời nổi đâu. Tuy đã truyền thiền rồi đó mà tôi hỏi bảo đảm không trả lời được, thấy không? Nó khó chỗ đó. Vì thế mà anh nói là giữa giáo hội với cái này họp lại hỏi anh gì chứ, mấy quyển sách ta viết quất thực tế khoa học mà còn bị cấm, bây giờ không cho xuất bản hay sao? Giáo lý là nói rất rõ ràng, nói bằng khoa học mà không cho xuất bản rồi, thì hỏi anh chứ làm sao? Thì sao bây giờ cái chùa Tân Diệu
trôi nói ngày nào tôi nói ngày nấy, còn nếu cấm sau tôi không thèm nói. Mà giờ có nói hay không thì bây giờ cái thiền tông này nó đã đi vào chiều xế chiều rồi, sắp kết thúc rồi. Còn nói gì nữa, quy giáo lý đi ra rồi thì khỏi cần nói gì hết. Quy giáo lý mà đi ra rồi thì hoàn toàn không ai nói gì hết. Cái gì nó đã đi theo cái lộ trình của nó rồi, thấy không? Thì anh nói vậy thì cũng hay đó, nhưng mà không được. Thiền tông và giáo hội không thể hòa hợp được. Giáo hội là ta tu chứng đắc và tu để có tiền. Còn thiền tông ta đều tu, ta nói bằng sự thật, bằng khoa học. Thì hỏi anh chứ bây giờ là cái chùa thiền tông Tân Diệu về truyền thiền cao lắm á, thì ông Phật bảo á, là một quốc gia, một cái pháp này với pháp kia nó phải cách nhau 100 cây số. Mà bây giờ nếu mà từ Bắc chí Nam vô nó mười mấy cây số, mười mấy tỉnh, thì cho mỗi tỉnh cái đi, theo biên giới đi, thấy không? 64 tỉnh thành phố, nhưng mà theo cái đường thẳng á, thì có mười mấy tỉnh thôi. Thì có mười mấy cái chùa thôi. Rồi mấy kia sao? Mấy chùa kia sao? Không thể là không thể tồn tại. Thiền tông không phải tồn tại song song lại với cái thiền vật lý được. Vì thế mình nhà nước cho nói ngày nào tôi nói ngày nay, không cho thôi tôi ngưng lại. Để chi? Để cho cái Phật giáo nó tồn tại. Thiền tông còn thì Phật giáo khó tồn tại. Nó thật, tôi nói thật đúng luôn vậy. Vì thế mà Phật giáo biểu dẹp, tôi phải dẹp, tôi nói thiệt, tôi cũng không phải sợ nhưng mà tôi dẹp. Vì nó đã, cái nhiệm vụ của tôi nói ra hết rồi thôi, tôi không nói gì nữa. Thấy không? Rồi anh thắc mắc hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, vậy thì như theo con nghĩ vậy thì tất cả quần chúng ai cũng chỉ tin như ở miền Bắc là tin các sư, mà miền Nam là tin các thầy. Mà nếu các sư, các thầy như vậy thì dẫn quần chúng chỉ có đi, chỉ có hỏng thôi. Thế thì làm sao? Vậy bây giờ theo cái gì? Thầy nghĩ xem. Đấy. Như vậy là nếu mà không còn chính pháp nữa vậy thì thôi, mà bây giờ tinh hoa của đạo Phật mà không sử dụng, lại đi sử dụng cái bên ngoài mà ngày xưa ấy, là con hồi con đi làm ông thầy cúng ấy, thì họ cứ bảo là ngoại đạo. Thế con chưa hiểu ngoại nó là cái gì. Đến khi mới biết là à, ngoại tâm, ngoại cái pháp ở tâm ra nó là đạo ngoài. Còn nếu mà nội tâm thì nó là đạo trong, thì là đạo Phật. Nhưng mà bây giờ tâm không nghĩ con lại đến với tánh rồi à, thì lại càng hay. Đấy. Thế cho nên bây giờ con cảm thấy vậy thì no cho là nếu như cứ thế mà giáo hội mà không đưa cái này ra mà phổ biến, rồi không lấy cái giáo lý ra mà làm kim chỉ nam, thì con vẫn thường thấy các sư giảng là mất Phật, là mất tâm. Thế đã nói đi mất tâm thì thôi, thì còn cái gì nữa, thì đi đâu thì đi, muốn va đâu va, đụng chỗ nào đụng thì chết chỗ nào chết, chứ còn gì nữa. Thì đấy, thì như vậy là thật là nguy hiểm chứ không phải đơn giản. Mà cơ may hàng ngàn năm mới có một lần, mà bây giờ phổ biến ra như chúng con nói vậy thì nói, tuy trước đây học thầy cúng nhưng mà cũng biết chữ nho rồi các thứ, mà bây giờ nghe đến cái này là hiểu ngay, là biết luôn, mà thấy nó vào như ăn cơm vậy. Mà tại sao lại các sư mà suốt ngày mà lại không đồng ý vậy? Tại sao? Các vị cũng xem được mạng thì cũng nghe chứ, nên vô lý ở chỗ này, cho nên còn rất là thắc mắc. Thì chỗ này rất là thắc mắc đấy, cho nên là cảm thấy sợ, no sợ về sau này không biết rồi quần chúng đi đến đâu. Đấy. Cho nên là hiện nay ngay như ở nước ta hiện nay là đạo nào nó vào nó cứ nói hai cái là theo các bạn. Nãy có những cái tôn giáo mà bây giờ xem trong mạng này mặc quần áo trắng rồi là cắm đầu xuống này chổng mông lên trời hô hô, không biết nó làm sao. Đấy. Nó vì họ không biết gì, họ cứ thấy nghe nó có lý là họ đi thôi. Nhưng mà đây đạo Phật khoa học thiền tông này rất là có lý và rất là khoa học, nói ra rất thực tế, mà không tin nữa vậy còn tin cái gì. Đấy, cho nên hôm nay con thắc mắc như vậy mà thôi. Thầy cũng giải đáp như thế chứ cũng có lẽ cũng không nói hơn được nữa. Thưa Thầy, con xin hỏi câu số 7 ạ. Về truyền thuyết Quan Âm Thị Kính, do tu nhẫn nhục mà thành hay là do giác ngộ giải thoát mà thành Bồ Tát Phật Quan Âm ạ? Ở ngoài Bắc có chùa thờ Quan Âm Thị Kính. Đó. Thế này là chứng nhận là tu theo kiểu quan âm, kiểu mà chịu cái quan khổ, chịu nhẫn nhục về cái quan khổ.
Quan Âm. Quan Âm thì kính là chịu gì nhẫn nhục quan khổ. Còn Quan Âm Bồ Tát là tại gì? Là cứu nạn cứu khổ. Quan Âm thì kính là chịu nhẫn nhục quan khổ. Thấy không? Nó khác. Bên đây thì Quan Âm nhẫn nhục, của Quan Âm đây là cứu nạn cứu khổ. Bên đây nhẫn nhục cái khổ. Nó khác. Nó cũng là Quan Âm. Thấy không? Phỉ kính thì màu đó là gọi là nhẫn nhục khổ, còn bên đây là cứu khổ. Nó khác. Quan Âm. Thầy vậy có phải là do tu nhẫn nhục ba la mật không ạ? À? Đúng rồi, nhẫn nhục ba la mật. Là Quan Âm thì kính là tu nhẫn nhục ba la mật. Còn ông còn bà Quan Âm là kêu bằng cứu khổ khắp ta bà, không có khắp ta bà, gọi là trùm khắp. Còn bên đây kêu bên này gọi là nó cũng trùm khắp, mà trùm khắp trong cái nhẫn nhục. Còn này trùm khắp trong cái sáng suốt. Chứ Quan Âm Bồ Tát á, là trùm khắp trong sáng suốt. Thấy không? Chữ ba la mật là chúng trùm khắp. Còn bên Quan Âm này cũng nói về chữ trùm khắp chứ nó không nói ba la mật. Ta nói bằng cái ngôn ngữ rõ ràng luôn. Rồi anh hỏi tiếp đi. Thưa thầy, con xin hỏi câu số 8 ạ. Cái chỗ này là con muốn nhờ thầy là bây giờ ngày xưa ấy thì gọi là cái lớp vỡ lòng của chữ Hán ấy thì gọi là quyển Tam Tự Kinh có nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Thế còn miền Nam thì gọi là nhân chi thơ tính bổn thiện. Đấy. À, tánh bổn thiện. Thế cho nên là bây giờ ấy là về chúng con bây giờ tạo công đức ở ngoài Bắc ấy mà. Thế là bây giờ ấy thì mình nói tính là không ai người ta nghe. Người ta bảo phải nói tánh mới đúng. Thế rồi thì bây giờ ấy thì cái kinh Kim Cương ấy thì bây giờ đưa cho người ta bảo không, thầy nhân giảng là phải xem kinh Kim Cang. Ông đưa kinh Kim Cương như tôi thì tôi không lấy. Thế cho nên bây giờ giữa cái này là rất khó tạo công đức. Đấy, nó là do cái tiếng địa phương thôi. Thế là bây giờ con làm trưởng hội thì con đứng con chắp tay con làm Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì ở đằng sau là đạp cho một cái. Ông đọc sai rồi, thầy trong kia đọc Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy cho nên cái chỗ này thì thưa thầy là thầy công nhận thế nào để cho chúng con biết nối để về cái tạo công đức này cho nó dễ. Và thế này thì tôi hỏi gì này. Ở trong Nam cái muỗng, ta gọi là cái muỗng múc canh là gì? Ở ngoài Bắc gọi gì? Cái thìa. Bây giờ thì trong kinh kia, ở trong Nam thì gọi là Kim Cang Biết Hoại, còn cái kia Kim Cương Bất Hoại nó cũng vậy thôi, tại cái địa phương. Thì phải nói là người ta chứ, bổn sư bản sư thì nó cũng vậy thôi, tánh tính nó cũng vậy thôi, nhưng mà tại cái địa phương. Thì bây giờ nè, bởi vì tu theo cái thiền tông anh phải tu bằng trí tuệ, anh mới học ở miền Bắc thì học theo kiểu miền Bắc, miền Nam thì kiểu miền Nam. Ở trong là miền Nam nó là Kim Cang thì anh về Bắc anh dịch lại là Kim Cương thì làm sao nó trật, thấy không? Trong Nam mày nói cái muỗng, miền Bắc anh dịch là cái thìa mình nó đúng. Đã về tôi nhớ có kỳ hồi đó, hồi mới giải phóng ra tôi đi ra tới Nghệ An, tôi vô tiệm phở tôi ăn, tôi nói cho chú cái muỗng, nó đứng nó dồn ngoài nó không biết cái muỗng là cái gì. Thiệt là lâu thôi, nó không biết cái gì. Thì có anh đó, cái thìa đó, nó cái muỗng. Đó, đầu tiên hồi năm 75, giải phóng 76 tôi đi ra tới ngay chỗ thành phố Vinh đó, thì còn tàn nát hết rồi. Vô tìm phở ăn nói vậy, nhưng mà mình thấy thành ra bây giờ miền Bắc, bởi vì cái miền Nam ta nói ra miền Bắc dịch lại thì làm ơn dịch lại cho đúng thằng kia. Nghe không? Thì để cho nó hòa đồng đi, chứ nào nó cũng vậy. Rồi anh hỏi tiếp đi. À, thưa thầy, bây giờ con có bảo với các Phật tử rằng là bây giờ ấy là cứ đưa cái bài Đường Về Phật Giới này học thật thuộc đi, thuộc đến mức độ mà kể cả lúc mình đang chết mình cũng vẫn tự đọc được. Thì khi mình chết đi rồi cái trung ấm thân nó vẫn đọc, tức gọi là pháp trần. Nhưng mà bây giờ các đệ tử cứ thắc mắc pháp trần là pháp trần, còn công thức về Phật giới là công thức, nó khác nhau, phải vào hỏi để cho để cho nó rõ. Thưa thầy có vậy thôi ạ. Bây giờ thế này, mình phải thân chú pháp là tiếng nói, tiếng trần là nhỏ, thấy không?
là tiếng nói thật nhỏ mà mình thuộc rồi thì lúc nào nó cũng phát ra từ ở trong cái trung ẩm thần, nó phát ra hết đó. Vì thế mà khi mà nó phát ra rồi anh đi ra thì mấy ông thánh không rờ tới anh. Anh đi ra mà pháp trần nó không phát á, thì anh tấu thùi vậy, anh nói lại nó rờ, anh nó kêu nó dụ à, mấy ông thánh dụ anh đi vậy. Mà thế mà nó sáng rồi thì tự nhiên mấy ông thánh không mấy, mấy ông thánh không khi nào ghé anh nữa. Bởi vì biết mà, biết ông này thủ gì thủ thứ thiệt rồi chứ không phải thứ giả, nghe không? Thì bây giờ cố gắng, pháp là tiếng nói, trần là nhỏ nhất, nghe không? Thành ra mình phải hiểu cái này, bởi vì ông Phật cũng nói vi là gì, là cái vật nhỏ nhất, trần, cái vật nhỏ nhất. Còn mình giờ khoa học nguyên tử, khoa học bây giờ nó là nguyên tử, là một cái hạt nhỏ nhất. Khoa học đó là nguyên tử, còn Phật nói xưa nó là vi trần. Thành ra chữ pháp trần là tiếng nói nhỏ nhất. Khi mà tiếng nói nhỏ nhất là thuộc, bắt buộc cái đi ra, cái trung thống vừa ra thì cái tiếng này nó nói hoài. Để chi nó đi qua khỏi 5 cây số thôi, 5 cây số là của thánh ngữ á. Trong 5 cây số này thánh nó dụ mình á, còn không nó thấy anh sáng trưng rồi thôi, nó cho đi luôn, nó không xét. Rồi thắc mắc hỏi tiếp đi. Thưa thầy, con xin đại diện cho phái đoàn Nam Định để xin cảm ơn thầy và ban quản trị đã giúp anh chị em chúng con từ hôm qua đến nay, cũng đã được thứ nhất là được thông suốt, thứ hai nữa là cũng được làm lễ Phật A Di Đà Phật. Dạ, cũng xin cảm ơn anh nhiều ạ. Mời vị tiếp theo là chị Điệp ạ. Dạ, con xin kính chào bác, kính chào ban quản trị và tất cả các quý vị ạ. Con xin phép được hỏi bác ạ. Thưa bác, thứ tự của 4 chữ buông, dừng, thôi, dứt được sắp xếp theo thứ tự như vậy là một sự ngẫu nhiên hay là có ẩn ý gì không ạ? Dạ, xin bác giải thích cho tụi con ạ. Buông dừng thôi dứt là theo cái thứ tự của nó là sử dụng nhiều hết á. Người ta sử dụng chữ buông nhiều nhất, rồi chỉ dừng thôi dứt theo cái thứ tự, cái sử dụng nhiều và ít, chữ buông là sử dụng nhiều nhất, nên ta phải đưa nó lên hàng đầu, chỉ có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy thưa bác, thưa bác, vậy 4 chữ buông dừng thôi dứt có phải là 4 cấp độ tu của pháp môn thiền tông không ạ? À? Không phải, cái này nó từ theo hoàn cảnh. Thí dụ con làm cái gì á, mà con mê sai hoài đó, thì người đứng sao nói thôi đừng có làm nữa. Chứ không lẽ buông, con đang làm mê sai không thể sử dụng chức buông được, mà tùy theo cái hoàn cảnh. Thấy không? Còn con mê miết làm gì? Dừng đi. Nó tùy theo cái hoàn cảnh mà mình áp dụng cái này đó, chứ đâu phải là con đương làm cái gì con phải buông cái, mà con đương rửa chén con buông rồi sao, bể chén hết sao, phải không? Tùy theo cái hoàn cảnh mình đi làm đó thì người ta mới áp dụng, chứ bây giờ áp dụng một chữ mà cho tùy hoàn cảnh đó, là cái ý nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ, thưa bác, người tu theo pháp môn thiền tông mà nhiệt tình quá mức thì có giải thoát được không ạ? À? Nó nhiệt tình quá mức á, thì nó kêu bằng bị mấy ông thánh giật. Tu thiền tông mà nhiệt tình quá bị mấy ông thánh giật là sao? Cái đúng đâu nói đó, vô đình cũng nói, vô chùa cũng nói, vô miễu gặp mấy ông thánh đập mình chết thì không được. Bởi vì tu thiền tông tu bằng trí tuệ, nên nói chỗ nào nói đúng, người nào nói đúng, tùy theo hoàn cảnh chứ đâu phải được tuyệt tình quá cái gì cũng nói là chết. Thấy người ta đã đi vô miễu người ta cúng mình theo mình nói là mình chết người ta. Bởi vì đa số người mà vô miễu mà lần trước, lần thứ hai là đã bị nhập rồi, bị thánh thính núp rồi mà con theo đó, lập con, thấy không? Vì thế mà ta bảo là tu bằng trí tuệ,
đừng có nhiệt tình quá, thấy không? Tùy theo hoàn cảnh mình lựa mà độ đi, mà lựa người độ chứ không phải là độ cái mà bá nạp, không có được cái đó. Tu Thiền Tông phải là tu bằng trí tuệ là chỗ này. Giờ con hỏi tiếp. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ xin bác giải thích cho con hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ công đức ạ. Ở trên thế gian này nè, nó có ba cái đức: công đức, phước đức và ác đức. Nghe không? Chữ công là cái gì? Là mình nói làm sao mà cho người ta hiểu, hoặc mà dùng cái phương tiện gì mình đưa cho người ta hiểu, gọi là cái công đức về cái giải thoát này. Còn cái phước đức á, mình làm sao cho người ta an vui là phước đức. Còn cái ác đức mình làm cho người ta khổ là ác đức. Thì bây giờ phân tích nó vậy thôi. Mình làm sao, nói làm sao mà cho người ta đi ra ngoài thế giới nhân quả này thì còn có công đức. Hoặc là người ta hiểu để người ta đi. Có nghĩa hiểu để đi thì cái công đức nhỏ hơn. Còn cái mà người ta đi thẳng ra thì công đức lớn hơn. Vì thế mà có cái công đức nhỏ, công đức lớn và công đức vô lượng ở chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ câu tiếp theo ạ. Trong các buổi giải đáp bác có nói phải cố gắng tập để giờ phút nào cũng muốn về Phật giới, và điều này sẽ được lưu trong tàng thức của mình. Vậy bác có thể chỉ cho con biết làm thế nào để khi thân tứ đại của mình mất thì trong tàng thức của mình luôn nhớ đến việc mình muốn trở về Phật giới không ạ? Bây giờ thì người ta đã nói cái công thức đường về Phật giới rồi đó. Lúc nào cũng thuộc cái đó, là gọi là trong tàng thức mình nó có cái gì trong đó. Thì cái pháp trần chính là cái pháp trần, là cái bài học thuộc lòng của cái đường về Phật giới. Đâu có cái khác nào đâu. Có nghĩa là trong cái pháp trần con mà lúc nào cũng thuộc cái này thì nó luôn lúc nào nó phát ra. Cái pháp trần là nó hằng phát ra. Giống như cái tiếng nói của mình á, mình không phải mình ấy đâu, mà lúc nào nó cũng nói ra đó. Nhưng mà mình, bởi vì mình vừa nói phát ra nó ra, nó phải rung động thì mới phát ra được. Chứ còn nó tê liệt, giống như mà cái xe của con á, nó đang chạy im mà con không biết nha, nhưng mà con đạp ra nó nhảy ra liền. Còn cái con mà không có nó rung động á, thì nó chết đi, cái xe nó chết máy đi, nó không có rung động thì con đạp nó không giọt ra được. Đó là cái kỹ thuật này, là cái thuật pháp trần cho nó lúc nào cũng rung động, nó thuộc nó rung động. Vì thế mà vừa ông Thánh lừa con thì ổng biết liền, ổng nghe tiếng pháp trần rung động, ông là ổng không dám lại gần con, là ổng biết con. Là tại vì tập biểu cho mình học cái pháp trần này cho thuộc, để chi lúc nào nó cũng rung động thì mấy ông Thánh không lại gần mình. Giống như chiếc xe, nó đang xe hơi nó đang chặt, nó guarantee mà con không nghe ha, nhưng mà cái người ta kỹ thuật ta biết, ta nhìn thấy ta biết. Còn cái xe mà nó không có rung động ha thì nó không phản ứng được. Chừng nào nó rung động nó phản ứng được. Đó, thì cái pháp trần con mà con thuộc thì giống như cái xe mà lúc nào nó cũng đang chạy, mà chạy gọi là chạy guarantee á. Chuyên môn trong xe gọi là chạy guarantee, thấy không? Là con làm sao pháp trần con giống cái xe chạy guarantee thì không ai gạt con. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu cuối cùng con hỏi bác ạ. Ngày xưa Ngũ Tổ dặn với Lục Tổ, khi đi gặp ấp hoài thì ẩn, gặp ấp hội thì dừng. Ngày nay thì chùa Thiền Tông Tân Diệu lại tọa lạc tại ấp Chánh Hội. Thưa bác, phải chăng mọi bước đi trong sự giữ gìn và phổ biến pháp môn Thiền Tông đều tuân thủ theo một quy trình và sự sắp đặt của chư Phật phải không ạ? Này đúng rồi, tất cả những cái thời tiết nhân duyên và cái lộ trình của cái Thiền Tông đi nó có cái căn bản đàng hoàng. Chính cái chùa Thiền Tông Tân Diệu đặt cái chùa Tân Diệu là cái gì? Tân là lấy chữ xa Tân Mỹ, thấy không? Diệu là cái này là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là cái kinh này không ai phá vỡ. Thiền Tông mà chưa ra đời không ai phá vỡ được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà khi Thiền Tông ra đời rồi, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó trắng ra như ban ngày. Thì nơi cái ấp chánh này mới đưa ra, nó mới hội tụ ở đây và nó mới bung ra được. Vì đất rồng chảy khắp thế gian là từ đúng cái chỗ này,
trật một cái là không chạy được. Thấy không? Đây là cái lịch trình của mấy người xưa, người ta quyền ký, người ta nói là bởi vì trong cái dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông, con đọc cái bài đó đi, dường như là nó đi theo cái hệ thống của nó. Thấy không? Con về đọc lại cái dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông. Cho nó có rằng qua. Chứ nếu mà cái Thiền Tông này ra đời mà không được yểm trợ theo đúng cái luật của nó thì không thể Thiền Tông là phổ biến được. Con suy nghĩ đi. Con suy nghĩ này, cái luật Bộ luật hình sự nó ra hồi năm nào? 2017. Luật tín ngưỡng 2018 có hiệu lực để nó yểm trợ này, còn không có này còn mong cái Thiền Tông còn mong còn lâu mới ra được, chứ không phải không phải dễ đâu. Tới giờ này mà bây giờ cái Thiền Tông nó còn nằm ở giữa biển á, chưa chắc nó vô bờ được đâu. Nó còn ngoài biển, nó còn lắc lư vậy, nó có thể chìm lúc nào á, thấy không? Mà nhưng mà nên nhớ rằng chắc có lẽ là do cái người lái giỏi thì biết né sóng, còn không phải thì chui vô sóng là sẽ chìm liều á. Giờ có hỏi tiếp đi. Dạ thưa, con đã hết câu hỏi rồi, con xin cảm ơn bác ạ. Cũng xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Mời vị tiếp theo là chị Hồng ạ. Dạ con kính chào bác Nguyễn Nhân cùng với ban quản trị ạ. Dạ kính thưa bác, con có một số câu hỏi xin bác vui lòng giải đáp giúp con ạ. Dạ thưa bác, sự giác ngộ của loài người được chư Phật lập trình nên, vậy sự mê tín có được lập trình giống như vậy hay không? Và ai là người lập trình nó? Và cái sự mê tín này có ý nghĩa gì đối với cái chu kỳ thành trụ hòa diệt 10.000 năm của trái đất ạ? Trái đất này thì nói đúng ra đó, nó không có chánh tín, mà nó chỉ có mê tín thôi. Vì sao? Vì nó theo quy luật vật lý thành trụ hòa diệt. Thành trụ hòa diệt đây, mình hiểu nó thì mới hiểu. Mà trước khi mà Thiền Tông chưa ra đời, người ta hoàn toàn mê tín. Từ nhỏ đến lớn hoàn toàn mê tín. Khi Thiền Tông người ta ra đời rồi, người ta mới phân tích, thấy không? Thiền Tông ra đời mới phân tích là ngũ thú tập cư. Chứ còn nếu mà trước khi chưa ai dám phân tích cái trái đất này là ngũ thú tập cư. Vì nhờ cái ngũ thú tập cư này mà nó điều chỉnh toàn bộ cái trí khôn con người lại. Đây là cái luật của trong thế giới vật lý này, nó là cái quy trình của nó như vậy. Còn cái mà của cái chánh đạo đi ra đó thì nó rất khó khăn, bởi vì nó đi ra giữa trong cái hôn mê, mà nó phải len lỏi nó đi, chứ không phải là muốn đi mà đợi khi con người mà cái trí khôn người ta lên cao, ta mới chấp nhận được này. Vì cái Thiền Tông ra đời nói thì nó giải thích là nó phải chứng minh. Chứ ngày xưa tất cả các tôn giáo, các đạo giáo hoàn toàn giải thích không chứng minh. Không chứng minh, không dám chứng minh. Mà duy nhất chỉ có Thiền Tông mới giải thích và chứng minh thôi. Mà chứng minh thì phải khoa học đi trước, thì người ta mới chứng minh theo cái khoa học. Chứ sự thật, khoa học đi sau cái hiểu biết của ông Phật. Mà nhưng mà cái đạo Phật Thiền Tông mà sống được thì phải đi theo cái chứng minh của khoa học. Nó là cái công thức, nó là vậy. Thành ra chứ không phải là cái nào trước nào sau hết, nhưng mà nó đi theo cái quy trình của nó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, hành vi nào được xem là sự thể hiện mê tín cao nhất ạ? Cao nhất là gọi là cuồng tín. Chứ mê tín mà nó nặng quá thành là cuồng tín. Cuồng tín là tin không cần suy nghĩ. Mà không cần suy nghĩ mà ai nói gì cũng làm, ai bảo gì cũng làm, gọi là cuồng tín. Cái đó là căn bản nặng nhất của cái người mê tín, là cái chỗ đó đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Đức Phật đã giải thích thế nào là chánh tín và thế nào là mê tín trong đạo Phật. Vậy thì đối với các đạo khác như là đạo thần, đạo tiên và đạo thánh thì chánh tín và mê tín được giải thích như thế nào ạ? Chánh tín là đúng theo, còn mê tín là sai. Chánh tín là đúng, mê tín là sai. Ví dụ đạo thần, người ta nói ta tu để thành thần, người ta chánh tín chứ sao rồi mê tín được. Còn có cái đạo thánh, người ta tu để lên trời ở thì đúng chứ làm sao phải được. Nhưng mà nếu mà nói lên trời ở sống đời đời nó sai, sai chỗ này. Bởi vì đây là cái
người ta không có hiểu cái tam giới. Tất cả tôn giáo bây giờ nó không hiểu cái tam giới, chỉ có cái đạo Phật mới nói được cái tam giới thôi. Có nghĩa là anh muốn giải thoát thì phải ra khỏi tam giới mới giải thoát được. Mà duy nhất chỉ có cái đạo Phật mới độc tôn về giải thoát thôi. Trên thế gian không có cái đạo thứ hai, chỉ có đạo Phật Thiền Tông mới dạy giải thoát thôi. Kể cả còn đạo Phật mấy pháp môn khác cũng là trong luân hồi thôi, chứ không thoát ra được cái quy luật này. Thí dụ con tu để thành lên trời, là nếu con tu đúng theo cái giáo lý của cái đạo trời thì con là chánh tính. Còn mê tín lên trên trời mà con làm này kia sai là gọi là mê tín. Thấy không? Vì thế mà bắt buộc tất cả các tôn giáo anh tu đạo anh phải có cái giáo lý. Con suy nghĩ là không có cái đạo nào mà không giáo lý hết. À, nhưng mà có nhiều người có giáo lý mà người ta không xài, chứ đạo nào cũng phải có giáo lý. Một vị giáo chủ lập ra đạo đều hoàn toàn có giáo lý hết, nhưng mà thế hệ sau người ta không xài thôi, chứ đạo nào cũng có. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác có lần giải thích với chúng con là những người tu theo đạo thánh sẽ không giải thoát được. Xin bác giải thích cho con biết là tại sao tu theo đạo thánh lại không giải thoát được? Tu theo đạo thánh là tu như thế nào và được kết quả như thế nào ạ? Bây giờ con cất nhà thì thành cái nhà, phải không? Tu đạo thánh thì thành thánh. Thành thánh là hạnh gì? Thành cái ông hiển linh. Thành cái hiển linh thì để gì? Con sử dụng cái phép hiển linh để con sử dụng thì làm sao giải thoát? Bây giờ con mà tu bất cứ gì mà ở trong cái tam giới này nó phải theo quy luật của tam giới, chứ nó không đi ra được. Thấy không? Muốn giải thoát thì phải đi ra ngoài cái quy luật tam giới mới gọi là giải thoát được. Vì thế mà tôi nói không phải đạo thánh không, bất cứ đạo nào trong trái đất này tu không biết đường giải thoát là phải ở trong trái đất này hoài hoặc tam giới này hoài, chứ không đi ra ngoài được. Đó, đây là khẳng định Đức Phật nói là nếu anh muốn ra ngoài cái quy luật vật lý này thì anh đi tìm con đường đi ra. Còn nếu mà ở trong này thì ta thành, chứ không phải là không. Bây giờ tôi tu đạo tiên, tôi muốn thành tiên sung sướng thì ta thành tiên rồi. Nói vậy sao mê tín được? Không mê tín. Mà ta thích sung sướng thành tiên, rồi ta muốn thích sung sướng lên trời thì làm sao mà mê tín được? Thấy không? Trong trái đất này làm được cái gì, muốn cái gì đều có cái nấy, mà không phải có cái công thức của nó. Công thức chính là cái giáo lý của nó đó. Còn muốn đi ra ngoài giải thoát thì duy nhất chỉ có Phật, đạo Phật mà cái đạo Thiền Tông mới nói chữ giải thoát này thôi. Còn tất cả như tiểu thừa, trung thừa, đại thừa hoàn toàn không dám nói cái đề cập cái giải thoát này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, những người mà họ tu theo đạo thánh họ biết rằng là không thể giải thoát được. Vậy họ phải làm sao để họ dứt ra được sự ràng buộc của luật thánh để họ có thể giác ngộ và giải thoát ? Bây giờ con suy nghĩ . Con vô một cái xí nghiệp nào mà con làm việc rồi, con lãnh lương rồi đó, con có thể nào con ra được không? Muốn ra đâu phải đi chuyện đơn giản đâu. Bây giờ trên thế gian này chú thí dụ thế này, con có thể con dám ra không? Giờ con đang ngồi trên máy bay, nó đang bay. Giờ tôi không muốn ra, tôi không muốn ở trong máy bay nữa, con dám ra không? Con nhảy ra con chết liền tại chỗ. Trong thế giới vật lý này mà con không hiểu mà con ra là con chết. Vì thế mà trong thế giới vật lý này con muốn đi ra thì con phải trên máy bay. Con muốn chạy ra thì con phải đeo cái dù. Nhảy ra thì cái dù rớt cũng từ từ, con không có cái dù đeo, rớt xuống con chết liền tại chỗ. Còn cái Thiền Tông này nè, con theo cái thế giới vật lý rồi mà con muốn ra thì phải con trang bị cái Thiền Tông này thì con ra con không bị chết. Còn nếu mà đi ra mà bao nhiêu cái tiếng nói bên ngoài, cái tưởng của người ta nói con cũng điên luôn á, thấy không? Muốn đi ra cái này thì phải trang bị bằng cái giáo lý của cái Thiền Tông thì con mới dám ra. Con đang tu bất cứ đạo nào nắm được cái giáo lý Thiền Tông, con muốn ra phải nương theo cái giáo lý này con mới dám ra. Còn bằng không con có giáo lý này con đừng có mong ra. Con ra thì nó thế nhau, con chứ còn chịu không nổi đâu. 3 ngày con sẽ loạn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, hiện nay có nhiều người cũng tu theo đạo Phật, hình tướng là tu theo đạo Phật, nhưng mà trên thực tế là họ tu theo đạo thần hoặc đạo thánh. Thưa bác, tại sao họ lại ngộ nhận giữa việc tu theo đạo thánh, đạo thần và đạo Phật như vậy ?
Vì cái đạo Thiền Tông mới ra đây thôi, mới công bố ra 2017 thôi, chứ trước đâu có biết giải thoát này. Nghe có nghe, người ta nghe có giải thoát nhưng không hiểu. Vì thế mà ta tưởng tất cả, bởi vì thành ra trong cái quyển giáo lý có đoạn này, tất cả loài người tu thế gian này là tu tưởng, không có tu theo đạo Phật chánh được mà tu tưởng thôi. Vì tại sao ta tưởng vậy? Bây giờ cái ánh sáng Thiền Tông nó bắt đầu nó đốt ra 2017, ai nắm được cái này thì mới dám bỏ cái kia. Còn nếu mà không nắm được ánh sáng Thiền Tông, không, hoàn toàn không dám bỏ bất cứ cái đạo nào hết. Vô cái nào là phải dính chết cái đó, thấy không? Nắm được ánh sáng Thiền Tông thì mới dám bỏ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, như thế nào thì gọi là làm đúng với quy luật vật lý, làm đúng với quy luật nhân quả ạ? Trên thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Nên nhớ rằng trong cái gia đình phu sướng phụ tùy, chồng nói vợ phải nghe, thì cái gia đình mới hạnh phúc. Đó là quy luật vật lý đó. Người chồng làm nặng, người vợ làm nhẹ thì đúng quy luật vật lý, chứ đừng có bắt vợ đi làm cái chuyện nặng mà ông chồng làm chuyện nhẹ, không đúng. Thế giới nó vậy. Người vợ nấu cơm, ông chồng phụ thôi chứ không có nấu. Cái thế giới nó là vậy, không? Có nghĩa là thuận với âm dương thì gọi là đúng với thế giới vật lý, phải thuận với âm dương. Còn sai âm dương thì hoàn toàn nó đi nghịch, nó không có đúng vậy. Nó còn suy nghĩ người đàn ông làm nặng chứ người phụ nữ không làm nặng, là phải đúng theo cái này. Đó là đúng cái thế giới vật lý của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, như vậy khái niệm việc tu sai nó có đồng nghĩa với việc là làm không đúng với quy luật vật lý và quy luật nhân quả hay không ạ? Tu sai với cái quy luật vật lý nó khác. Quy luật vật lý là nó đi theo cái cơ chế của nó. Còn tu sai là anh là cố tính nó làm, nó không có nằm ở trong cái cơ chế này. Giống như bây giờ cái bánh xe nó, trong cái hệ thống nhà máy nó có 5-7 cái bánh xe răng nó chạy, nó phải đi theo tuần tự của nó. Có rút một cái ra thì cái máy nó đứng liền, thấy không? Có đó là nó làm sai quy luật á. Còn làm sai là bên ngoài, nó không nằm trong cái cơ chế này. Anh muốn làm gì làm. Tu sai là tu theo cái tưởng, mỗi người muốn tưởng kiểu gì người ta tưởng đó. Tưởng không cách nào đúng hết. Thế giới vật lý này nếu anh tưởng hoàn toàn không có nào đúng hết, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác nói là giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông gồm 3 quyển. Quyển 1 là dùng để cho họ ăn cắp, quyển 2 là để nói về những vấn đề thực tế, và quyển 3 là để nói về sự thật. Dạ thưa bác cho con hỏi là giữa quyển 2 và quyển 3, tức là giữa thực tế và sự thật, nó còn có thêm một khoảng cách nữa phải không ạ? Ở giữa nó là cái gì ạ? Bây giờ đó, cái đạo Phật nó có 8 quyển chứ không phải là 6 quyển pháp môn. Nhưng đặc biệt cái quyển thứ 6 á, thì nó có chia ra là cái quyển Đạo Phật Thiền Tông. Cái quyển viết ra cơ bản để cho người ta ăn cắp. Nghe không? Ăn cắp xong rồi á, thì ăn cắp thỏa mãn người ta rồi thì mới viết là Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam. Chính cái đạo này nó xuất phát tại nước Việt Nam bằng khoa học. Một cái quyển thứ 3 nữa đó là Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam đặc biệt. Là cái này không ai dám nói trên thế gian này, dù anh cỡ nào cũng không dám nói. Anh nói đó, nếu mà anh nói cái này thì hoàn toàn trái đất này nó bị quay ngược lại, mặt trời đông nó trở về tây, mặt trời nó sẽ mọc về hướng tây chứ nó không mọc một hướng đông. Nếu cái này mà nói ngược lại thì con thể trái đất này còn sống nổi không? Nó là đảo lộn như con không thể nổi. Vì thế mà cái Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam đặc biệt không thể xuất bản được. Chết đem xuống mồ 10.000 năm ông Phật kia cũng ra, ông nói vậy thôi, chứ còn không ông nào mà dám nói cái này hết à. Thành ra phải nói đặc biệt là đặc biệt của chỗ này. Giờ có hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, có người đã tuy chống đối phủ nhận những gì mà hiện nay pháp môn Thiền Tông do chùa Tân Diệu đang phổ biến ra, nhưng mà họ lại dùng kiến thức đó để mà phổ biến và truyền đạt lại với người khác, và tự nhận đó là kiến thức Phật Pháp mình có được trong quá trình tu tập các pháp môn vật lý. Dạ thưa bác, người này là người như thế nào và sẽ có nhân quả như thế nào ạ? Cái này nó thuộc về thánh.
chứ một con người bình thường không thể nào làm cái này được hết. Nhưng người ta mang một lớp thánh, người ta mới dám làm cái loại này. Có nghĩa là ta làm nó không cần cái thế giới vật lý này. Bởi vì thánh là sao? Thánh là cái người không có nhân quả, nó phải mang cái lớp thánh mới dám làm cái này, thấy không? Còn một con người mà dù cỡ nào đi nữa, anh phải đúng theo quy luật nó thì anh không dám làm cái này đâu. Đây là xác nhận con người này là con người thánh, dám làm bất cứ thứ gì, chứ con người bình thường không dám làm cái này. Mà cái này thì cũng không bàn sâu về chi, chỉ nói sơ thôi. Còn cái nhân quả như thế nào thì khó mà đoán ra được. Nên nhớ rằng trên ở trong thế giới vật lý này mà con bị cái gì tội tội này, chung thân là cao nhất cái gì, sau đó qua cái tung thân là xuống cái tử hình, thấy không? Nhưng mà cái anh thánh này nè, nó không dính vào hai cái chuyện này thì ảnh làm gì làm, kệ ảnh, thấy không? Mình không nhắc nó, kể cả mình cũng phải sợ ảnh luôn á. Bởi vì thần thực thi nhân quả còn sợ cái anh này chứ đừng nói mình. Thôi, cái người nào mà ta hiểu thì ta hiểu, ta làm cái chuyện thế gian này cái gì. Bởi vì cái thiền tông nó tối kỵ nhất là khi công bố ra phải công bố từ từ, rồi để xếp từ từ rồi mới trả lời cho người ta. Chứ không phải mới vô mà ào ào không được, ào ào là chết liền tại chỗ. Nắng cho từ từ cho người ta đi theo mình đi rồi bắt đầu mình mới nói cho người ta biết. Còn ở phần này con hỏi thì nó đi sâu vào cái chuyên đề quá, thành ra cũng không dám nói, thấy không? Ta hỏi câu khác đi. Dạ thưa bác, một vị tăng hoặc một vị ni trước đây tu pháp môn vật lý, nay biết đến thiền tông đã giác ngộ và một lòng tạo công đức, nhưng mà vẫn giữ tướng là nhà tu hành trong chùa tu pháp môn vật lý, vậy vị này có thể giải thoát được không ạ? Không cách nào giải thoát được hết. Cái câu này Đức Phật ông nói là sao? Nấu cát để thành cơm. Con suy nghĩ nấu cát chừng nào thành cơm, thấy không? Khó. Bởi vì khi tiền tông nó ra đời thì anh phải là phải đủ cái mà cho nó rất đúng chuẩn mực của nó. Còn đi sai một cái cũng không về được đâu. Đi sai dù có công đức bao nhiêu cũng không về được, năm bảy trái đất sau cũng chưa về được nữa. Tuy là cái đời này anh làm cái chuyện đó đó, thí dụ mà chẳng hạn như anh làm con đi cướp của giết người để lấy cái tiền này con làm phước, có phước chứ mày không, nhưng phải phước nó không thể về được, không hưởng được, nó phải đi luân hồi chừng nào hết cái nghiệp rồi con mới trở lại hưởng cái phước đó. Thì nó rất lâu. Thì cái thiền tông nó cũng vậy, vô thiền tông mà làm tầm bậy rồi thì làm tầm bậy nó có công đức có phước chứ mày không, nhưng mà muốn hưởng hai cái này thì phải năm mười trái đất chứ không phải là một hai trái đất đâu. Thế một trái đất 1 tỷ, 10 tỷ, con tính đi, con nhân lên, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong bộ sách của bác có viết rằng người muốn tạo được công đức phải đạt một trong ba điều kiện. Một là đạt yếu chỉ thiền tông, hai là đạt bí mật thiền tông, ba là rơi vào bể tánh thanh tịnh. Như vậy, nếu như có người nghe nói là làm như thế này hoặc làm như thế kia sẽ giúp tạo công đức, nên làm theo nhưng lại không hiểu hoặc không chịu tìm hiểu kỹ về thiền tông, thì họ có tạo được công đức không ạ? Hoàn toàn không. Vì người ta tu tưởng mà, làm sao tạo công đức được? Tu tưởng hoàn toàn không cần tạo công đức được. Bởi vì thành ra cái quặng vàng á, thì con đãi ra nó ra vàng, còn cái quặng sắt á, con đãi ra vàng sao được? Không cách nào mà quặng vàng mà lại ra quặng sắt được, phải không? Đãi quặng vàng ra vàng, đãi quặng sắt ra sắt, nó khác hẳn. Còn người ta nói được cái này được kia là người ta tưởng thôi, chứ không có đúng đâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong cuốn các câu hỏi về Thiền Tông quyển 2, tại câu hỏi của ông La Ngọc Lâm về việc khi chết bất đắc kỳ tử, tâm vật lý có còn sáng suốt để biết đường vào bảy tánh thanh tịnh hay không? Bác trả lời rằng Đức Phật dạy, lúc nào tâm vật lý cũng phải thấy và biết trong trung ấm thân của mình mang theo 4 khối, khối công đức, phước đức, ác đức và khối mơ tưởng. Thưa bác, khối mơ tưởng này có phải là nguyên nhân khiến cho các trung ấm thân bị cuốn hút để đi vào cõi cô hồn không ạ? Đúng rồi, mơ tưởng này là cái cõi cái tưởng đó. Vì thế mà khi mà ta truyền thiền, ta bây giờ ta nói cho là phải cái pháp trần nó hiển ra để nó xóa đi mấy cái kia. Bây giờ chỉ đi trên lộ trình thì con chỉ cần cái gì? Cái lộ trình đó là pháp trần.
chứ còn cái chất gì mà chở trong xe khỏi cần, khỏi cần nhớ đó. Bởi vì nó vô trung tâm nhận hờn, cái gì mà của thế giới vật lý này trả về thế giới vật lý hết. Cái chỉ có công đức và tánh Phật về thôi. Bởi vì trong lúc mà con chạy xe, con chỉ cần rõ, hiểu đường thôi, thông đường thôi. Còn cái chuyện chở trên xe kể đó, bỏ đi. Chừng nào vô có chỗ mà gạn lọc rồi thì cái nào xài được đem về, xài không được trả lại cho thế giới này, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong bài kệ truyền thiền, ngoài tính chất là nghi lễ khi truyền thiền, nó còn có ý nghĩa nào đặc biệt nữa hay không đối với người được truyền thiền tông ạ? À? Cái truyền thiền này nó để duy trì cái thiền tông. Thiền tông ra đời mà không có truyền thiền thì cái thiền tông nó mất. Đây là cái nghi lễ để nó duy trì cho các thế hệ, thấy không? Chứ giờ con suy nghĩ, nếu mà con mà đi thi đậu có bằng cấp mà con không làm, con có cần cái bằng cấp không? Con chỉ học được kiến thức thôi, không cần bằng cấp. Mà sở dĩ con có bằng cấp là con biết đi làm. Đi thiền tông này ra đời để gì? Cái truyền thiền này nó còn, cái chùa này dùng, chùa này có mất thì cái chùa khác nó nối tiếp. Nó có cái công thức của nó. Vì thế mà trong giáo lý nó có gọi là giáo kinh, giáo lễ. Thấy không? Nó quan trọng hai cái bên nào này, rồi giáo kinh là cái gì, giáo lễ là cái gì, là phải đi một cái tôn giáo nó phải có cái tổ chức giáo kinh, giáo lễ, giáo luật và giáo lý. Nó thì nó phải vậy, nó mới đúng là một cái tổ chức tôn giáo. Mình thiếu cái này là không được. Thấy không? Vì thế mà tôi nói, tôi bảo giờ khi mà cái giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam mà nó ra đời thì nó có 12 chương thôi, chứ không có nhiều. Không phải mấy chục chương như người ta nói đâu. Thấy không? Mà quan nhất là cái giáo lý và cái tổ chức của nó. Hai cái này quan trọng. Quan trọng thứ hai để mà duy trì thì giáo kinh, giáo lễ. Đó là nó một tôn giáo, còn tất cả những cái phần sau là phần phụ thôi. Thần thủ để cho người ta biết cái đạo đó vậy thôi, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con từng nghe có vị tu sĩ Phật giáo nói rằng Tứ Diệu Đế là pháp môn duy nhất của Đức Phật. Tu tập theo Tứ Diệu Đế sẽ đạt ba thành tựu như sau. Một là đạt thánh quả cao nhất là A-la-hán. Hai là giải quyết dứt điểm mọi nỗi khổ niềm đau. Ba là chấm dứt sinh tử. Con có một số câu hỏi liên quan về vấn đề này ạ. Thưa bác, câu A, dấu hiệu nào cho biết vị này đã đắc quả A-la-hán ạ? Vị này đắc quả A-la-hán thì con phải hiểu cái bốn cấp của tứ quả thanh văn mà phải đạt được tận này. Thì thứ nhất anh muốn kiểm tra người này nè, anh muốn tịch lúc nào tịch thì người mới đúng là A-la-hán. Còn thứ hai nữa là con ngồi con tưởng, con nhớ cái này nhớ kia, hỏi cho anh thấy được cái tâm niệm tôi không? Thấy được là mới đúng được là A-la-hán. Còn không thấy được cái tâm niệm thì hoàn toàn không có thấy được, không đạt được cái quả A-la-hán. A-la-hán cái căn bản thứ nhất là tự tịch diệt, cắt được cái dòng điện. Thứ hai, anh phải đạt cái tha tâm thông, thấy biết được hình cái suy niệm, suy nghĩ của cái người xung quanh đó, gọi là A-la-hán. Đó, muốn kiểm là kiểm cái này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, nếu một người tự xưng mình là đã thành A-la-hán rồi, nhưng mà lại chửi mắng, khinh chê, kết bè, kết phái, thì khi mà làm như vậy thì người này có bị xem là một kẻ lừa đảo không ạ? Cái này 100%. A-la-hán là gì? Mình phải hiểu cái chữ A-la-hán là cô tịch. Sống trong cái tịch lặng, nói ra thì cũng bằng cái tịch tỉnh, chửi người ta không có cái chửi, mà sống thấy nghe nói biết trong cái tịch tỉnh, còn cái miệng bị dán lại cũng chửi, thấy không? Có nói thì nói trong tịch tỉnh thôi, còn chửi là nói sai. Người này gọi là mạo danh A-la-hán chứ không phải A-la-hán thật. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, trong kinh Đại Bát Niết Bàn ở phẩm tứ đế thứ 10, Đức Phật dạy: ai tu tập mà không biết thế nào là tạng Như Lai, thế nào là Phật tánh, thế nào là tánh thường trụ không biến đổi, thế nào là chánh giải thoát, thì người đó không đúng là tu theo tứ thánh đế, không phải là đệ tử của ta. Trong phẩm Ca Diếp thứ 24, Đức Phật dạy: dù thực hành theo 37 pháp trợ đạo trong tứ diệu đế, đưa đến thành tựu là A-la-hán, nhưng thành tựu đó chưa phải là rốt ráo Niết Bàn.
Còn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy ở phẩm Hóa Thành Dụ, sự dụng công của thanh văn duyên giác chỉ đưa đến thành tựu là Niết Bàn Hóa Thành, không phải là Niết Bàn Bảo Sở, không thể đưa đến trí tuệ chánh đẳng chánh giác. Còn trong phẩm Thí Dụ, Đức Phật dạy, vì có người trí nhỏ nên ta dạy Tứ Diệu Đế, kỳ thật không thể giải thoát. Thưa bác, Đức Phật đã khẳng định như vậy về Tứ Diệu Đế trong các bộ kinh lớn. Vậy tại sao vẫn có nhiều tu sĩ khăng khăng và cố tình dẫn dắt người khác hiểu sai về lời Phật dạy ạ? Cái này chuyện dễ thôi. Con tu mà trên cái đất này thành tựu gì, con nói cho mấy cái người mà họ nhẹ dạ, họ tin con kể lắm. Tin để làm gì? Mục đích là gì? Cúng dường chứ có gì đâu. Tất cả những người nói là vì cúng dường họ mới nói vậy, chứ kinh nói rất rõ ràng chứ đâu phải đây. Cái bảo sở thì nó nằm ở bên Phật giới, còn cái quá thành nó nằm bên đây. Dù anh tu cái gì nó cũng là quá thành. Quá thành là cái vầng có nghĩa là con đi ra đi trên con đường trời mưa, cái con làm cái nhà trọ, con chui vô con ở gì thôi, hết mưa con đi nữa, chứ đâu phải là cái nhà thật đâu. Cái nhà gọi là ở bên Mỹ nó gọi là cái mô binh hao, cái mình hôm, phải không? Là cái xe đang chạy, trời mưa, chui vô cái xe đó, ngủ, có vậy thôi. Nó chỉ là xe tạm bỡ, cái quá thành nó cũng là cái tạm bỡ nơi thế giới này. Còn muốn giải thoát phải đi ra ngoài cái quy luật này, thấy không? Tất cả người ta nói đó là vì sao? Vì muốn siêu xung quanh cúng tiền. Để gì? Tu để kiếm tiền, chứ không phải tu để kiếm giải thoát. Người nào tu kiếm giải thoát khác, tu kiếm tiền khác. Mà bây giờ thế giới vật lý này, ai giàu thì người ta thích, ai nghèo ta không thích. Vì thế mà mấy ông thầy phải làm cái chiêu này thôi, chứ đâu có gì đâu khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, các vị đại đệ tử của Đức Phật chứng được A-la-hán, nhưng tại sao không một vị nào được xem là thành Phật và không được gọi là Phật ạ? A-la-hán sao thành Phật? A-la-hán gọi là thành thánh, thánh A-la-hán, Phật nó khác. Phật là toàn năng, toàn giác, còn thánh là gì? Cô tịch trong một cái không gian thôi. Làm sao? Phật là chứ Phật là gì? Phật là trùm khắp mọi nơi. Thánh là cô tịch một nơi mà dũng công, phát thần thông và tự tịch diệt. Nó A-la-hán nó là vậy, cái quá thành nó có cái hiệu lực này đó. Nhưng mà người thế gian người ta thích cái này hơn, thích cái mà gọi là linh thiêng quyền bí này nè. Tự tịch diệt ta nói là linh thiêng, chứ khi mà Thiền Tông nói ra đời không có gì linh thiêng hết. Đó chỉ là cách biết công thức cắt cái dòng điện, giống như vô cái nhà tối, con biết cái công tắc nào cúp điện nó tối thùi, mở công tắc sáng, có vậy thôi. Chứ còn đi ra ngoài không có biết công thức đi ra ngoài cái sáng tối này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ba câu hỏi như trên đã giải đáp cho con được về cái vị tu sĩ đã nói rằng Tứ Diệu Đế là pháp môn duy nhất của Đức Phật. Dạ thưa bác, một vị tu sĩ Phật giáo mà lại cố tình giảng sai lời Phật dạy thì người đó có xứng đáng là đệ tử của Đức Phật hay không? Và sẽ nhận nhân quả như thế nào ạ? Cái câu này trong kinh thường thường Đức Phật có nói hay sao? Ông A Nan nằm với bao nói là tôi tại sao con nằm với bao thấy người ta ăn mặc sang trọng đi trên cái trầu một còn có cái ông thầy đặng hộp với sông dơ là sao? Có nghĩa là trên thế gian này con làm phước thì con được hưởng phước, còn anh làm thầy mà anh không hiểu giải thoát mà anh chạy chỉ người ta đó thì anh sẽ lặn hộp với cái sông dơ đó, là cái nhân quả anh đó, nó bị chỗ đó đó. Đây là trong kinh Đức Phật nói rõ ràng chứ không phải là ai bịa đặt đâu, thấy không? Có nghĩa là đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, anh phải tuân thủ hai cái này anh tu thì mới đúng. Còn anh không tuân thủ hai cái này anh tu là hoàn toàn anh đi lừa gạt người ta thôi. Để lại làm gì? Lấy tiền chứ có làm gì đâu. Tu mà không có tiền không ai là không ai tu, nó thiệt con. Tu mà không có tiền không ai tu đó. Thấy không? Tu có cái gì mà thu tiền nhanh bằng cái giấy con đi làm một ngày 200-300 ngàn đi. Còn chỉ nói mấy tiếng thôi là mấy chi mấy triệu, nào hơn. Nó thành ra cái nghề này, cái nghề tôi gọi là, hiện giờ tôi gọi là cái nghề tu, chứ không phải là cái đạo tu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu hỏi cuối cùng của con ngày hôm nay là đạo Phật khoa học Thiền Tông có tác động như thế nào đối với nền khoa học trong hiện tại và trong tương lai ạ? Bây giờ trước kia đó, trước kia mà Thiền Tông nó chưa rời ra thì khoa học dẫn con người.
Bây giờ Thiền Tông ra đời, khoa học dẫn nhà khoa học đi trước, nó có cái, nó có tác dụng vậy. Vì thế mà bây giờ hiện giờ như bây giờ mới mấy ngày nay thì bên cái không gian khoa học, không gian của Mỹ á, nó nhìn thấy được cái rìa của tam giới luôn á. Nó dùng diễn dòng kính thấy sức hút ra rất vô. Hồi xưa nó không hiểu, mà giờ nó nghe Thiền Tông nó biết, bây giờ nó biết được cái rìa tam giới rồi, mà nó đo được cái khoảng cách luôn đó. Nó dùng khoa học nó đo được. Nhưng ngày xưa ông Phật ông nói chứ làm sao mà biết cái đo cái khoảng cách bao nhiêu. Hồi xưa nói cái khoảng cách là từ trái đất đi về Phật giới đi một tiếng đồng hồ, một giây đi 1200 cái số đó. Mà đi một tiếng đồng hồ còn tính được. Rồi bây giờ không biết nó tính bằng cách gì, nó đo được cái con số rất dài, mà nó diễn tả rất đúng theo cái tam giới mà của Thiền Tông nói ra. Thì một là nó ăn cắp cái này, hai là nó bằng thực tế nó ăn cắp rồi nó tìm tòi nó ra, thấy không? Vì thế mà Thiền Tông ra đời để mà dẫn khoa học đi. Ngày xưa khoa học dẫn con người đi, bây giờ Thiền Tông dẫn khoa học đi. Nó khác ở chỗ đó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Vì bác nói về vấn đề này nên con xin phép phát sinh thêm một câu hỏi nữa. Vậy thưa bác, bác vừa nói là các nhà khoa học đã khám phá ra được cái rìa của vùng tam giới. Con được biết là tàu vũ trụ Voyager 1 là đã đi được từ trái đất để mà đã đi được là 36 năm rồi. Và cứ mỗi một ngày như vậy nó đi hơn 16 triệu km để nó đo vùng nhật dần, nghĩa là cái vùng không còn bị ảnh hưởng của ánh mặt trời nữa. Thì khi nào đến cái vùng nào mà không còn tiếp nhận được ánh sáng mặt trời thì họ gọi là vùng nhật dần. Dạ thưa bác, cho con hỏi có phải vùng nhật dần này đi ngược trở vào đó gọi là hoàng đạo một hay không ạ? Bây giờ đó, nguyên tắc á, cái mặt trời á, nó chỉ chiếu trong cái vùng bầu hoàng đạo một thôi. Còn cái vùng 2, 3, 4 nó không lấy ánh sáng bằng mặt trời mà nó lấy bằng cái kiến, giống như mình lấy ánh sáng bằng mặt trăng cho ban đêm vậy đó. Bởi vì trong cái nó lấy cái trong cái 6 cái hành tinh của mình, nó có 6 cái biển lớn á. Thí dụ mà cái vùng kia nó lấy cái, bởi vì bên kia đó nó lấy ngày đêm là gì, nó lấy bằng cái mặt đất nó thuộc về đêm, mà cái mặt biển nó thuộc về ngày. Mặt biển là gì, nó có cái phản chiếu của nước á, thì cái các vùng 2, vùng 3, vùng 4 nó lấy bằng ánh sáng của nước của cái trái đất này nè, để làm sự sống cho cái vùng 2, vùng 3 và vùng 4. Nó dừng là cái chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ như vậy rõ ràng là khoa học hiện nay vẫn chưa ra khỏi được vùng hoàng đạo 1. Dạ con xin cảm ơn bác Nhân rất nhiều ạ. Cũng xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ cũng xin mời vị tiếp theo là vị Ananda ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thưa con là gọi là Ananda, con xin phép cụ nhân cùng các quý anh chị ở đây cho phép con được hỏi hai câu. Dạ thưa cụ, là cho con xin nhờ cụ dạy cho con để con hiểu rõ thêm cái việc mà tạo công đức như thế nào là tạo công đức trong sáng ạ. Mình giúp cho người ta vì cái bình thường đừng có chấp vô, gọi là trong sáng. Nhưng mà nên nhớ rằng đừng có chấp và đừng có kể công gì trong đó, gọi là công đức trong sáng. Giúp người ta hiểu cái Thiền Tông này mà đừng có đặt cái điều kiện gì hết, gọi là trong sáng. Mà đừng có cái ý niệm luôn, thấy không? Gọi là tạo công đức trong sáng, giúp người ta hiểu hoặc giúp người ta về Phật giới. Đừng có chấp mình, đừng có thố lộ rồi bất cứ cái gì hết, là đúng là trong sáng. Còn nếu mà mình giúp người ta mình có cái ý niệm gì thì nó bị tối rồi đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Thế cô có thể giải thích cho con là có cái ý niệm gì là ý niệm gì ạ? Ví dụ ạ. Suy nghĩ gì đó. Thí dụ cô cho người ta xin cái quyển giáo lý này. Rồi mình có cái ý niệm là coi cái này thì nó được, cái này được kia. Mình có ý niệm mình gửi theo, thấy không? Cho cách bình thường. Bởi vì thành ra ngoài đời người ta nói nghe là thi ân bất cầu báo. Thế gian chuyện này thi ân bất báo, anh cho người ta gì anh không có màng cái gì hết á.
Mà trong cái thế gian mà người ta thi ân với cầu báo này, nó sẽ sanh ra khi mình hết mãn phần, nó đi sanh gì đâu, sanh về nước thanh, về nước cõi trời vô sắc á. Nó là cái chỗ này nè. Con giúp bơ người ta bất cứ gì, con đừng có một ý niệm nhỏ gì hết á, thấy không, là trong sáng. Con có thể hiểu như thế này, con nói được không ạ? Ví dụ đi. Như là tại vì trước đây con cũng đã tu ở trong chùa nhiều á, thì ví dụ như con cũng có bạn bè cũng đã có sẵn cái sự tu rồi đó. Thì ví dụ như con thì hiện nay con chỉ ở nhà và con không làm gì cả, và con chỉ phần lớn là tại vì con mới gặp cái pháp môn huyền ký này, thì con gần như là chấm dứt hết tất cả các pháp môn khác mà con đã tu tập để mà nghiên cứu cái phương pháp này. Tại vì nó con thấy là nó phù hợp với con ngay trong hiện tại. Thì có một cái sự việc là khi mà con thấy nó hay á, thì và nó nói chung là nó mở ra cho con rất là nhiều cái sự việc á. Thế là con mới ngồi một chỗ, thì con gọi cho bạn con mà ở xa để con chia sẻ cái pháp môn này. Thì ví dụ như là con gọi điện thoại, con nói tớ mới có một cái pháp môn này hay lắm, tớ gửi cho cậu được không? Thì con có cần thiết là phải hỏi cái từ được không, hay là cứ tự động gửi qua thôi, rồi sau đó vài ngày sau hỏi lại? Bây giờ cái giao dịch ban đầu thì vậy được, mà khi mà người ta hiểu hay quá thì còn nói mày nhờ tao, cái câu đó cái nhờ tao là nó mất đi. Có nghĩa là con gửi người ta rồi con hỏi được quyền, nhưng mà con đừng có kể công trong đó. Đừng có kể công mới là trong sáng. Còn con kể công hay bất cứ có ý niệm gì thì không có trong sáng. Con hiểu không? Con chưa hiểu cái việc kể công. Kể công này là kể công là con kể công với người bạn của con, hay là đi kể công với sự chia sẻ của con đối với các đồng phạm hạnh của pháp môn này? Thì với bạn con thôi, chứ người kia đã quyết gì đâu mà con kể công. Vậy là tức là ví dụ như con có thể là ví dụ như khi một cái việc chia sẻ của con nó có một cái sự thành tựu đi, thì con có thể khi mà gặp các bạn đồng phạm hạnh trong huyền ký mà con có thể chia sẻ cái việc cái cách làm như thế, thì con vẫn có thể chia sẻ cái điều đó, cái cách cho các bạn con, có được không ạ? Tất cả chia sẻ được hết, nhưng mà đừng có kể công, đừng có kể ta giúp mày hay là chi nọ đó, không? Tức là với cái ý, tức là cái tâm khởi lên, nếu mà trong cái ý là mình chân thành thôi là đã được, chứ còn nếu như mình có một ý đồ khoe khoang là không được, phải không bác? Đúng, đúng rồi, đừng có khoe, đừng có kể công gì trong đó hết. Có nghĩa là giúp được cái gì, nói gì kêu nói, nhưng mà đừng có khoe cái gì hết đâu. Chứ đừng có nói kể công, nói kể công là nó trùm á, thấy không? Thưa bác, có thể giúp cho con cái ý rõ này không? Ví dụ như con nói rằng là cái pháp môn huyền ký của Đức Phật này nó rất là tuyệt vời. Ví dụ con tán thán như thế, tại vì đó là sự thật. Tại vì thực sự ra con trước khi đến với huyền ký của Đức Phật thì con cũng đã tu rất là nhiều pháp môn, nhiều lắm luôn á, suốt 7 năm luôn á, 7 đến 9 năm luôn á. Thì nhưng mà bây giờ thì khi con gặp huyền ký thì con, tại vì con đọc sách đó và nghe và vấn đáp rất là nhiều suốt mấy tháng nay, thì nó dần nó mở ra, thì con thấy hay, thì con có thể tán thán được không ạ? Cái tán thán thì được. Tán thán là con, nghĩa là con tán thán gì cái pháp môn này nó hay thôi. Chứ con giúp người khác thì đã xong rồi thì thôi, đừng có nói gì hết trời. Thấy không? Đừng có cái ý niệm gì cho với cái người mình giúp thôi. Dạ, đó thì chắc rồi, là rồi. Dạ vâng ạ. Thưa cụ, cho con xin hỏi thêm một câu thứ hai. Là trước đây trong quá trình đi tu thì con ở trong các cái chùa mà theo như huyền ký của Đức Phật mình gọi là các cái pháp môn như là vật tu vật lý, tức là dụng công. Thì khi quá trình con đi như thế thì con đã có những cái sự bố thí cúng dường, làm những cái việc Phật sự đến Tam Bảo. Thì bây giờ con tu tập đối với cái pháp môn thanh tịnh thiền tông, thì trên cái con đường mà đi về Phật giới á, thì cái lúc mà con nhắm mắt á, thì những cái việc mà con làm đó thì thế như thế nào ạ? Tức là nó có giá trị không ạ? Nó có cái sự hỗ trợ gì cho cái việc là đi về
Bởi vì con được biết rằng là cái việc công đức thì dĩ nhiên là mình đã biết là nó có giá trị và cái sự hỗ trợ cho cái việc đi về Phật giới. Nhưng mà riêng cái việc phước đức đó thì nó có hỗ trợ gì không? Bây giờ cái này nó lạc vào cái chương trình 2, cái giờ hồi sáng con có xem cái lễ đường về Phật giới không? Công đức và phước đức bằng nhau. Coi chừng. Khi đó ông thần hỏi chứ bây giờ sao? Phước đức đi hưởng hay là muốn về? Thì cái câu này con á, bởi vì nguyên tắc á, khi mà con tu, một vị thầy tu rồi mà con có phước đức nhiều đi đâu? Lên cõi trời đế thích á. Mấy ông tu á, người nào mà tu theo đạo trời á, thì lên đế thiên. Người nào tu theo mà họ dòng họ thích thì lên đế trời đế thích. Còn bây giờ con có hai cái này thì nên nhớ rằng con muốn về thì con đừng có chấp bất cứ cái gì hết. Thì dứt khoát tôi muốn về Phật giới, trả lời con không có thuộc cái này thì con xin cái đường về Phật giới cho người ta. Con về con đọc tới đọc lui cho nó thuộc cái này. Con thuộc cái này gọi là cái pháp trần hiển rồi đó. Thì giàu có bao nhiêu cái phước đức nó cũng không vô được. Mà con có công đức ít cũng được. Thì nó cái pháp trần sẽ giúp con cái hướng về Phật giới. Như vậy con có thể hiểu rằng con đó trước đây con đó do không biết cái pháp môn này thì của huyền kiếp của Đức Phật, thì bây giờ con lỡ rồi thì bây giờ con phải để cho nó tự nhiên phải không cụ? Rồi đúng rồi, để tự nhiên, đừng màng tới đó. Không? Dạ. À, cho con hỏi một câu hỏi nhỏ trong cái phần làm bố thí cúng dường. Thì ví dụ bây giờ là giống như nói rằng là con của cha thì giống như là người ta nói rằng là ăn cây nào rào cây đó. Thì ví dụ như bây giờ con đã hoàn toàn là chỉ tu tập một pháp môn huyền ký của Đức Phật, thì hiện nay chỉ có ở chùa Thiền Tông Tân Diệu thì đang dạy pháp môn này. Thì như vậy là con sẽ có thể đến sinh hoạt và con vẫn có thể đóng góp về cái sự tịnh tài cũng như là cái thân mạng để giúp đỡ, thì điều đó là được phải không ạ? Bây giờ giúp đỡ ở đâu? Trong chùa Tân Diệu hay giúp ở chùa khác? Dạ không, là bây giờ chỉ có là đi về nhà cha rồi mà còn đi đâu nữa? Không. Dạ chỉ có đó, là chùa Thiền Tông Tân Diệu thôi ạ. Chùa Tân Duy Diệu nhất thôi ạ. Chùa Thiền Tông Diệu không thu cái gì hết. Thí dụ chẳng hạn có cái này thì được nè. Cái quyển giáo lý người ta ra giá bao nhiêu tiền nó còn muốn mua, thường thường con lại con xin ta cho. Ha. Còn nói giờ tôi muốn xin, tôi muốn thánh kêu bằng muốn nhận cái này thì yeah. Ta in 10.000 quyển 20 gì đó thì con trả này, con đem con cho thì được. Dạ. Yeah. Thấy không? Yeah. Còn hoặc là trong cái chùa này mà con thấy có cái gì mà con muốn ghi những cái ý niệm về con á, đây làm này ta có những cái bảng đá cho con ghi thì được. Chứ con chùa con nó cúng dường để chùa làm này kìa, không có cái gì ở đây ta có cái chương trình của người ta hết, ta không lấy bất cứ ai. Dạ. Thấy không? Rồi. Dạ con xin cảm ơn cụ, xin cảm ơn quý vị. Dạ cũng xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ cũng xin mời vị tiếp theo là cô Nông Thị Nguyệt ở Hồ Chí Minh ạ. Dạ thưa thầy, hôm nay con có 3 câu hỏi của bạn Hoàng Thị Thủy ở đường Song Hành, quận 12 gửi tới thầy ạ. Để nhờ con hỏi. Câu thứ nhất, thưa thầy, Phật gia Thiền Tông gặp rất nhiều trở ngại và khó khăn lắm trong công việc và trong gia đình. Thầy cho con hỏi, đây có phải lý do mà 100 người tu Thiền Tông phải thoái lui 95 người không ạ? Cái Thiền Tông là 95 là bởi vì trước kia đó mình tu theo các đạo thánh. Thì vô này ông thánh nó không cho đâu. Ông thánh là ông không cho mình thu đâu. Cho nên nó làm đủ thứ chuyện hết á. Thấy không? Nó khó là trước kia mình đã tu theo đạo thánh rồi. Đạo hiển linh là nó đạo hiển linh. Thì vô cái này nó phá mấy ông chịu không nổi. Vì ông làm cho mình đủ chuyện hết. Là vì tại sao có nhiều người họ vô đây á, tự nhiên cái họ làm này họ làm kia là do ông thánh ông xúi. Thấy không? Thành ra xưa là mình đã theo thánh rồi. Bây giờ mình lỡ mình vô ổng cản mình không được. Bây giờ có gì sao mày muốn theo cho mà theo, mai mốt mà có chuyện gì chỉ cần sơ hở một chút là mày văng ra cái Thiền Tông liền đó. Ý là cái ý nó là vậy thôi,
Vì thế mà tu các đạo thánh rồi vô đây rất khó. Mà bởi vì mượn, tại sao 100 người thì có sao? Tại người nó có 5 người đi tới còn nhiều đi lui, là do mấy ông thánh kéo lại. Rõ ràng đức truyền thiên rồi đó, nhưng mà ra ngoài nghe lại ông thánh thì phải theo ổng thôi, không kiên cố được. Vì thế mà khi truyền thiên ta có dặn, tuy là nói 5% chứ sự thật cố gắng đi, đề hết đi. Người ta cũng khuyên mình để, tao khuyên mình giống như mình ra đường, tao khuyên mình đi cho đàng hoàng, đừng có đi ẩu xe đụng, có xe đụng mình ra ngoài, mình tự mình không đi đàng hoàng thì có chuyện gì mình chịu thôi. Lời khuyên là tao khuyên vậy. Vì thế mà tất cả, tại sao có nhiều người hồi xưa tới giờ mấy năm rồi ha, mà bây giờ họ trốn luôn, họ đi qua cái đạo khác luôn. Hồi trước họ nói dữ lắm, mà sao bây giờ họ qua đạo khác, cũng thánh thần không à? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ hai, thưa thầy, Phật tử Thiền Tông thấy cuộc sống khó khăn, gặp nhiều điều cản trở, nhưng Phật tử thấy cuộc sống càng khốn khó, càng quyết chí mãnh liệt hơn, ý chí giải thoát luôn hàng đầu. Vậy người Phật tử này có thể về Phật giới được không ạ? Một lòng kiên cố thì được, chính mấy cái người này mới về được. Tuy là mình không cần tạo công đức nhiều, tạo ít thôi, để chi, để đi ra khỏi cái quy luật vật lý này, về bển làm ông Phật con thôi. Ở bển rồi mình muốn phân thân mình độ ai nó rất dễ, từ từ nó lớn lên. Chính cái người này nó mới là dễ. Và ta gọi là ham muốn mãnh liệt về Phật giới thì mới này về được. Còn nếu mà lơ là coi chừng. Mới vô thì làm dữ lắm, làm vài bữa là xìu, là bỏ mấy cái này không tốt. Bởi vì để ý mấy người mà vô mà nhiệt tình quá, coi chừng rút lui, coi chừng cái chỗ đó. Mà thứ nhất là những người mà tu theo đầu khác rồi đó, mà vô đồ này nhiệt tình, tôi bảo đảm nó không dài, không lâu dài được. Ở không được mà rủi mà có cái chuyện gì thì nó hại cho mình luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ ba, thưa thầy, người tu theo Thiền Tông luôn thuận duyên là người đó có nhiều công đức, còn người tu Thiền Tông gặp nhiều sóng gió là vì nghiệp còn quá nhiều, phải trả hết nghiệp mới được giải thoát, có phải không ạ? Người tu thuận duyên là cái kiếp trước người ta có phước đức, ta mới tu thuận duyên, thấy không? Còn mà mình mà không có phước đức thì nó gặp khó khăn vậy thôi. Giống như mình đi trong túi có tiền, dầu cái gì nó xảy đến mình có tiền mình trả thì nó im xuôi. Còn nếu mà trong túi mà không có tiền sao thì bắt đầu mình phải lộ bộ, nó khổ khổ gì thôi. Cái gì mà mình tu này mà thuận duyên là ngày cái phước đức mình nó còn, mình sống đẹp sống bằng phước, mình sống bằng phước đức mới sống được. Chứ có đi ra đường mình có tiền gọi là người đó có phước á. Muốn đi taxi cũng được, muốn đi xe bus cũng được, còn không có hả? Đi bộ không thì đi nó mệt, vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn thầy ạ, con đã hết câu hỏi. Dạ. Dạ con xin cảm ơn cô. Con xin mời cô Đặng Thị Sâm. Con kính thưa thầy, con kính thưa tất cả ban trong ban quản trị chùa, kính thưa tất cả đạo tràng, tất cả đạo tràng đã về đây để tu tập dự lễ truyền thiền và tu tập chia sẻ. Thì con là Đặng Thị Sâm, năm nay là 75 tuổi. Con ở đạo tràng của bà Lê Thị Ân. Thì trước đây thì con có hai câu hỏi, thì con xin là soạn giả giải thích cho con. Vì cái này thì chúng con ở ngoài Bắc thì nó so với trong Nam thì rất là khó tu. Vì chúng con ở ngoài Bắc ấy thì nó là, nếu mà nói về gọi là tạp tu thì cũng có. Bây giờ ấy, một chùa, đây là con nói là để chia sẻ thôi, mà cái khó khăn của chúng con thì rất là khó khăn. Bây giờ một chùa thầy thì 12 Tết thì cúng dâng sao giải hạn, rồi tháng 3, tháng 8 thì tức là di cung hoán số, thay tên đổi sổ, đủ các thứ, cắt tiền duyên, mà rồi tôn nhang, nó nhiều về đạo thánh lắm. Thánh mẫu thì chùa chúng con lại xây cả nhà mẫu đến mấy chục dạng nữa.
vừa rồi là khánh thành. Thế thì đây là con nói nên là nói thì đỡ hơi dài, nhưng mà thực ra là cái đó là cũng là cái rất khó khăn cho chúng con. Mà trong thôn nhà con ấy thì cái thôn nhà con là to, thế mà phải 3.000 dân, nhưng mà thực ra Phật tử thì rất nhiều. Nhưng mà chúng con tu về cái pháp môn này thì con là trước con tu về tịnh độ thì con rất là chuyên sâu. Đi đâu con cũng đi, đi vào cả tịnh thất thầy Giác Nhàn rồi đi về Hoàng Pháp, chúng con tu Phật thất mà luôn mua băng đĩa, phải nói là nếu mà đẻ ra thì phải lưng thúng mà phát cho các Phật tử cũng thế, chia sẻ. Nhưng đến khi mà con được Thiền gia Lê Thị Ân là trao đồi là chỉ cho chúng con là bây giờ em ơi, em đi tịnh độ mới chị rồi, nhưng bây giờ em chị có pháp môn này hay lắm, nó là tuyệt vời luôn, cốt tỷ thì em phải nghe chị. Thì nếu mà em nghe chị thì chị cho đài, cho sách. Thế thì đầu tiên thì con nhận đài nhưng con nghe nó cũng không vào, vì cái duyên con chưa tới. Con nghe không được thì con lại giả. Giả thì khi đó là con vào tận đây. Con không biết địa chỉ, mà hôm ấy là con vào thì con đi thuê xe taxi, ba người chúng con vào. Cứ lạc đường đến 9-10 giờ mới vào đến đây. Vào thì đã chuẩn bị ăn cơm. Thì cho con thấy là vào đây thì con thấy là nó khỏe người lên, mà rất là tư tưởng nó thoải mái. Xong con về thì là con lại nghĩ này, nếu mà mình mà làm trong cái này đọc sách thì thấy là phải có làm công đức, mà công đức thì phải gì, mình biết pháp môn này thì mình phải nói cho bạn, hoặc là bạn lại nói cho người khác thì mình mới có công đức. Còn có cúng dường đến hàng tỷ như trước, nếu mà làm gọi là chùa chúng con hay chùa lạo thế, cứ để hòm công đức, chỗ nào cũng có công đức, nhà mẫu cũng công đức, nhà nào cũng có công đức như thế. Rồi xây cái đền miếu sửa sang cũng lại gọi là công đức. Bây giờ chúng con mới biết được có pháp môn này thì chúng con biết là phúc đức dương như nào, phúc đức âm như nào, mà cái công đức là như thế nào. Thế thì bây giờ là đúng là con, bản thân con bây giờ thì hoàn toàn là không mê tín đó, 100% chứ không phải không. Con cúng gia tiên là con có cúng, nhưng mà con cúng chay, mà nhưng mà được phải cái là con thì lại làm dâu trưởng, nhà con 9 người cơ. Thế thì chồng con thì cứ nghe người ta nói, mà ông bảo là thế bà đi đâu mà bà thì cứ đi chùa làng bà không thiêng, mà bà cứ phải đi chùa nào với nhỉ, bà vào trong Nam là để làm gì. Thế con bảo ông ơi, bây giờ thì nói chung là cái pháp môn này, cái pháp môn cốt tỷ mà cũng Đức Phật Thích Ca nói ra, chứ không phải là ngoại đạo hay gì. Thế thì ông cứ để mặc tôi. Thế nhưng mà ông không nghe thì về sau là con bị trầm cảm, và con mất ngủ suốt từ tức là ngoài Tết cho đến qua dịch, mà con cứ mong là bao giờ hết dịch để con vào. Con vào mấy năm nay, nhưng mà con nói thực ra là con cũng hãi còn kém, cho nên con cũng chưa vào là bí mật. Nhưng thực ra bây giờ cứ hỏi trực tiếp con có thể nói được, trả lời 26 câu hỏi và 11 cái quyển sách, hoặc là còn tham khảo những cái quyển sách khác, con có thể nói được trực tiếp. Thế thì bây giờ con nghĩ là thôi thì bây giờ mình cũng già tuổi rồi, sống chết thì không biết thế nào. Thì bây giờ là con vào chơi với con và chữa bệnh. Thì con đã lên được 5 cân, mà con dứt khoát là con sẽ, vừa rồi con nói với chú Hiệp, anh Hiệp là bây giờ tôi, cô vào đây là cô sẽ làm để vào bí mật thì các anh giúp cô. Thế còn thì con đọc và con nghe thì con biết rồi, mà trả lời 26 câu hỏi con chưa vào, nhưng mà con cũng đã tham khảo rồi. Đấy. Thế cái thứ nhất, cái thứ hai là chùa chúng con ấy thì nếu bây giờ nói về Phật tử thì trước người ta rất quý con. Cho cô đọc vô cái câu hỏi chính ạ. Thôi được rồi, tôi chỉ nói mấy phút nữa thôi. Người ta rất quý chị em, không bao giờ mất lòng. Nhưng mà thực ra bây giờ thì người ta gặp con, người ta lại nơ đi, người ta lại oán mình, người ta không thích. Thế thì con cũng bảo thôi thì cái pháp môn này thầy còn phải nghe người ta nói, mà thì thầy cũng vẫn vui, mà mình làm sao mà mình không ấy được. Thì đấy là con xin chia sẻ thế. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bây giờ nhà con thì trước đây là con cũng thờ Phật, thờ Bồ Tát. Thế và đến khi mà con biết cái pháp môn này thì chị Ân cũng cho con ảnh Đức Phật Thích Ca mà tay cầm bông sen. Thế thì giờ con có nhiều sách kinh của pháp môn tịnh độ và con thờ Phật Bồ Tát. Thì bây giờ thì soạn giả là cho con cái hướng là để làm thế nào để xin bỏ đi, hay là xin làm lễ để rước ngài lên chùa, hay là như thế nào. Thế thì con thờ bây giờ thì con cũng biết là thờ Đức Phật Thích Ca mà tay cầm bông hoa sen là chính. Thế thì bây giờ còn cái phần mà trước là con thờ ấy thì soạn giả chia sẻ cho con, giúp con cái phần ý. Thôi con xin hết đi ạ. À, cô thờ trước là thờ tượng hay thờ giấy? Trước là con thờ Phật Di Đà. Thờ tượng hay thờ giấy? Trước con Phật thờ Phật Di Đà mới đi Bồ Tát. Mà tượng hay giấy? Dạ, bằng tượng ạ. Tượng nhưng mà tượng nhỏ thế ạ. Mà tượng thì đem vô các chùa tặng dạ. Người ta.
Vâng. Gọi là hiến cho chùa đi, chùa nào thích đó con lại con nói trước. Dạ. Thế rồi tặng cho ta. Dạ. Thế còn bằng giấy thì đem ra ngoài cho lên trời hết, đốt cho lên trời hết. Vâng. Thấy không? Vâng. Tượng không đập nha. Mà thí dụ mà con để ý nè, con cứ để đó cái chùa nào mà ta đang xây tháp đó, gọi là nhập tháp đó, đem dạ. lại bỏ cho tặng ta biểu nhập tháp dùng, ta bỏ xuống tháp. Thế còn như là cái sách mà vô lượng thọ ấy thì con thỉnh rất nhiều. Con mua đấy chứ không phải là xin đâu. Là trước đây là chúng con tu tịnh độ thì hay tụng vô lượng thọ. Thế bây giờ lên chùa thì chạy con bảo là nhiều lắm rồi. Thế thì bây giờ là con thấy bí bách là bây giờ không biết là đốt đi hay làm thế nào mà con xin hỏi thầy là để giải quyết cái tư tưởng cho con. Cái này tặng ta, mấy sách tặng ta hết, đừng có đốt. Không? Mấy người tu tịnh độ tặng cho ta. Rồi còn gì nữa hỏi thêm. Bây giờ thì cũng muộn rồi mà con muốn nói thì con nói hàng tiếng đồng hồ con hỏi những cái ấy nhưng mà bây giờ thì thôi cũng đã muộn rồi mà con cũng còn ở đây mấy tháng thì đến tuần sau con sẽ vào thì con lại con còn chờ ở đây con đăng được truyền thiền thì con mới về. Rồi vâng. Thì tới con viết ra từng câu hỏi đi. Đừng, dạ. đừng nói dài dòng quá ha. Dạ. Rồi rồi. Con xin alo. Dạ cảm ơn cô. Dạ vị kế tiếp là Phật gia Tô Thế Đôn ở Nam Định có ý kiến về và bài kệ, xin mời Phật gia. Thưa thầy, khi nãy con có cái câu hỏi mà hỏi thầy để có tính chất làm cách nào để về cái pháp môn thứ sáu này hòa đồng với Phật giáo, nhưng mà bây giờ con cảm thấy cũng không thể được, cho nên là con có nghĩ một cái bài kệ để con trình thầy nghe. Tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo vì tiền phải ngã nghiêng. Bát nhã chẳng đưa người tội ác, thuyền từ nào rước lại Tây Thiên. Trần gian đầy dẫy người làm dối, đạo cả nào trông đến cửa thiền. Đó. Và bài thứ hai, con muốn nói về Đức Thế Tôn trước đây và vua Trần Nhân Tông. Tiếc vì không đức tiếc chi tiền, Phật Thánh xưa kia sách vẫn biên. Bác ái xả thân tầm đạo chính, độ người nao khổ dạ không phiền. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, vóc ngọc đông cung tước phế niền. Xem đó hỡi người mau thức tỉnh, tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Thưa thầy, vì con nghĩ Đức Thế Tôn với vua Trần Nhân Tông ngai vàng cũng bỏ, rồi tiền của bỏ hết, rồi cả nước thì tuyển vào 360 mỹ nữ cung tần, có cô nào đẹp nhất thì đem vào cúng, đều bỏ hết, là vóc ngọc đông cung tước phế niền. Thế mà bây giờ như vậy là lại đem đám cưới vào chùa mà có mấy ông sư gọi là tìm đến am thanh cảnh vắng thì mới tu làm sao cho nó yên được ở đây này, cứ nay cưới mai dẫn dâu. Vậy thì mặc áo cưới vào thì úi dồi nòm thích lắm, thì thôi chết. Vậy thì từ ba ngày thì nó ra ngộ thì nó làm sao tu được. Thế cho nên là cái này rất là dở chứ không phải không. Cho nên con hỏi thầy hôm nay có cách nào giải quyết mà cũng không được. Thôi thì con có mấy câu vậy. Thôi chào thầy ạ. Vâng. Tiếp theo, vị Nguyễn Thị Thu sinh năm 1940 ở Nam Định hỏi. Câu số 1, ở miền Bắc có quan niệm mỗi gia đình có một vị thổ công coi giữ nhà cho mình, không cho ngoại tà xâm nhập vào nhà mình ngày Tết, giỗ. Mình cho người âm về nơi con cháu thì phải xin phép ông công cò cho vào mới được vào. Phải có bát hương thờ riêng vị này, bát hương phải tôn cao hơn bát hương của gia đình, của gia tiên nhà mình. Vậy có vị thổ công thật không ạ? Có. Đất thì có thổ công, sông thì có hà bá, có. Nhưng mà đã vô thiền tông rồi thì mấy ông có nhiệm vụ gì thôi. Giống như bây giờ ở đường phố thì có ông cảnh sát giao thông, rồi theo đường phố có ông cảnh sát lưu thông. Đâu có, nhưng mà nên nhớ là cái nhiệm vụ người ta vậy thì kệ người ta. Tụi mình kêu vô nhà chi làm chi. Thổ công là ông giữ hết cho cái làng đó, chứ không phải là giữ cho cái nhà mình. Xong có hà bá thì chỗ nào xong dài thì của ổng hiện tới, mình đem vô nhà làm chi. Thấy không? Đất thổ công là thổ công là người ta
Tôi thờ ở ngoài đình á, là nơi thờ ổng á, cái đình là thờ thủ công á. Trong này nó có, còn mình ở đây cái nhà thì có đem vô, nhà mình thì thờ, có thờ là thờ ông bà ổng chết, ông nội bà nội chết để cái nhà tôi thờ ổng á, là vậy thôi, kỷ niệm thôi, chứ không phải cúng luôn à. Nếu ông bà mà hồi xưa tu gì thì đi theo cái đấy rồi, đừng có cúng, có thể thờ là đúng, nhớ. Bởi vì này nhà của ổng bả, đất của ổng bả, thờ là thờ ổng bả đó, chứ không phải thờ đất thổ công. Thổ công là chung cho một cái làng đó, chung cho cái quận đó, thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, nếu có thì vị này ở dạng nào, thánh hay là ngạ quỷ ạ? Cái này nó thuộc thần. Thổ công là ông thần, được phân công mà. Phân công giữ thì dùng, chứ không phải thánh. Còn thánh, ông thần ở đâu thì thánh theo đó, thấy không? Là chi? Để ông thần cúng ông thần, ông thánh cũng ăn theo. Nói đúng ra ông thánh thì giống như mấy ông cò đó. Ở đâu mà có cơ quan hay có cò tới đứng ở trước cửa. Rồi, hỏi tiếp đi. Câu số 2. Trong giải đáp ngày 28 tháng 4 năm 2019, thầy có nói Đạo Phật Thiền Tông dạy cho loài người ba giới. Giới thứ nhất giải thoát phải biết đường về Phật giới. Vậy còn hai giới nữa là gì ạ? Hai giới nữa là một thì có do gia đình phải lo gia đình. Ba, có tổ quốc phải lo tổ quốc. Có vậy thôi. Tu thì phải giải thoát. Còn không tu thì thôi, đừng có tu tầm bậy. Thấy không? Mình sống ở đây, tổ quốc mình phải lo, gia đình mình phải lo. Mình muốn tu giải thoát thì phải đi trên con đường giải thoát thôi. Còn muốn tu thành thánh thì đi theo đạo thánh, tu đạo thần, tu thành thần theo đạo thần. Mình phải hiểu vậy, thấy không? Bởi vì cái giới của con người là có ba cái: gia đình, tổ quốc và giải thoát. Phải lo chỗ này, đạo chỉ có Thiền Tông mới nói này thôi. Chứ còn cái các đạo khác á, thì khác. Lo đạo thánh, còn ở nhà cửa không còn. Vậy tổ quốc không cần, đạo khác nói vậy. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 3. Trong tờ hướng dẫn công thức giải thoát có nói đến ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Hỏi ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật khác nhau như thế nào ạ? Ngôi nhà pháp thân giống như cái áo mà. Kim thân Phật giống như cái thân mình, thấy không? Không phải ở bên Phật giới không thể ông Phật ở chuồng đi được. Ông Phật tuy là không nam nữ nhưng mà cũng phải có cái nhà pháp thân. Ở bên đó là ông muốn nghỉ thì cái nhà tự nhiên ông nghỉ thì cái áo ông trùm lại, thấy không? Còn ông đi thì thành nó giống như là một cái vật mà chở ông đi vậy đó. Bên Phật giới là như vậy. Giống như mình ở Mỹ nè, đi ra đường nó có xe mobile home á, muốn nghỉ chui vô xe mobile home ngủ, muốn đi chui vô xe mobile home chạy đi, có vậy á. Mình đây chưa có cái đó. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo. Trong bài giải đáp ba cửa về Phật giới, cửa hai, cửa này nằm ở cực nam của trái đất. Trái đất có năm châu, cực nam của cửa trái đất nằm ở châu nào ạ? Trái đất thì mình nói thế này nè, trái đất thì có bốn phương. Thấy không? Trái đất thì có bốn phương. Bây giờ trái đất mà nó quay á, thì nó quay theo kiểu tám phương bốn hướng. Thì cái này muốn trả lời nó nằm ở cái nào thì chỉ có ông Thích Ca mới trả lời được thôi. Chứ nó quay kiểu tám phương bốn hướng ai cũng biết. Có nghĩa là nó quay khi mà tới trái đất mà nó tới cái trung tâm vận hành luân hồi á, thì nó tới đó. Mà nó đi ra là khi nào mà vô được cái trung tâm vận hành luân hồi này thì nó ở cái khoảng nào thì ra khoảng đấy, chứ không có thể ấn định được là tám cái phương nào được. Bởi vì nó quay theo kiểu tám phương bốn hướng. Ngày trước nó mà hướng bắc, ngày sau nó là hướng nam, làm sao biết được, thấy không? Không ấn định được trong cái trái đất mà nó ở phương nào. Chỉ khi nào nó cố định như cái thế gian này thì nó là trái đất thì có bốn phương, thấy không? Bốn phương tám hướng. Khi là nói về trái đất còn nói về tam giới, nó không định hình được cái phương hướng của cái trái đất được. Rồi, con hỏi tiếp đi.
Dạ, câu tiếp theo. Đường về Phật giới có 3 trường hợp. Công đức vô lượng, thấy mình ở trong bầu tròn, có ánh sáng trong, thấy một hoa tiêu dẫn đường, 5 phút thức dậy. Công đức, phước đức bằng nhau, 30 phút thức dậy, thấy mình ở dạng ở trong bầu tròn, nửa trắng, nửa vàng, thấy vị thần đứng kề bên. Đường về Phật giới công đức ít, phước đức ít, ác đức nhiều. Phước đức nhiều, ác đức nhiều. Trong vòng 8 giờ thức dậy, thấy vị thần, dòng tộc đứng bao xung quanh. Hỏi, khi thấy những hiện tượng trên là ở vị trí nào? Có phải ở nhà mình không ạ? Làm ở nhà chứ đâu. Mình mất ra rồi mình mở mắt lại thì mình còn nằm ở trong cái hòm á. Thấy không? Nhưng cái hòm đối với mình không ăn thua gì hết. Có nghĩa là tất cả gì nó xung quanh nó bao phủ hết xung quanh. Đối với cái hòm là nó đối với con mắt thế gian, chứ còn con mắt gì khỏi vô hình, cái hòm không ăn thua, cái nhà cũng không ăn thua gì hết. Thấy không? Thì nó sẽ nhìn thấy được cái các cái phần như trong cái lời gì, đường về Phật giới người ta giảng. Còn cái định hướng không có định được. Cái đó là bây giờ mình ở đây á, thì mình thấy mình ở một chỗ, chứ sự thật trái đất nó đang quay. Nó quay ở đây 1.800 cây số một giờ con tí lên. Một phút này nó ở đây, một phút kia nó ra đằng kia, rồi làm sao định hình được là chỗ nào. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cái ý thứ hai là tại sao những người chết đã đi thọ nghiệp rồi còn về đây đứng được ạ? Nó đứng. Bây giờ nè, khi mà mình chết mà theo duyên quả là phải đi liền. Còn mà chết mà không theo nhân quả thì phải ở trong dòng tộc ra mộ mã ở, hoặc là làm theo cô hồn các đảng, chứ làm sao đứng được. Nếu mà làm theo nghiệp cô hồn các đảng thì vô, còn nếu giảng sanh thì đi vô, còn nếu trở về Phật giới đi về rồi. Trừ trường hợp là ở dòng tộc, ở trong dòng họ và ở trong mồ mã. Ở trong dòng họ thì phải bắt buộc đi theo nhân quả luân hồi. Tới giờ thì dòng tộc phân công cho mình đi, do ông thần cũng quyết định. Còn nếu mà mình không đi theo cái nhân quả luân hồi thì phải ra mồ mã ở. Chờ nào gia đình nấu ăn á, nhào vô ăn rồi đi ra, hoặc đi đâu á, đi chơi đâu đi, mà nghỉ thì phải ra mộ mã nghỉ. Hoặc là còn nếu mình chết mà vô cái hũ á, thì phải tới cái hũ á, ngủ trời cái chỗ đó. Rồi có hỏi tiếp đi. Là những người này thuộc dạng nào, hương hồn, ngạ quỷ hay cô hồn ạ? À? Nó thuộc về hương hồn. Ngạ quỷ để giành giật, còn hương hồn, cái này thuộc hương hồn. Dạ, câu số 6. Người được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, hỏi đây là bể tánh của chính mình hay là bể tánh thanh tịnh Phật tánh của mười phương chư Phật ạ? Rơi vào bể tánh là rơi vào cái tánh thanh tịnh của mình, và cái người A-la-hán ta gọi là nhập định, nhập vào cái thanh tịnh. Còn trở về Phật giới thì không nói rơi vào, mà trở về Phật giới thôi, vào Phật giới, vào trong đó luôn, không rơi. Còn rơi thí dụ mình ở trong cái trạng thái mình đó, bởi vì nó có cái tánh Phật của mình nó thanh tịnh, mà mình tu mà nó được thanh tịnh, mà nếu nó thanh tịnh về cái bên Phật á thì nó rơi vào trong cái Phật tánh của mình. Còn nếu mà về thành A La Hán á thì nó rơi vào trong cái định quá thành, chứ nó phải rơi. Còn nhập định á, người ta nói nhập định là nhập vào cái quá thành này nè, để trở thành ông A-la-hán để sử dụng thần thông đó. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, xin mời vị Lê Thị Thúy Hằng lên đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Và cũng là câu hỏi sau cùng trong buổi giải đáp ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin chào bác Vân Vân và con xin chào ban quản trị cũng toàn thể các Phật tử có mặt ở đây ạ. Cho con xin được đặt câu hỏi với bác hai câu ạ. Câu một ạ, là con muốn thực hành vô trụ vật chất trong cuộc sống hàng ngày này như thế nào ạ? Dạ, cái hỏi là với vô trụ cuộc sống hàng ngày như thế nào ạ? Vô trụ với vật chất ạ, trong vô trụ với vật chất. Vô trụ với vật chất là gì? Trụ là gì? Là dính, không dính với vật chất.
có nghĩa là mình có của mình cũng không gì cũng không lo, không kêu bằng cầu, kêu bằng cầu không gắn bó với lắm đó, có cái nhà cũng vậy, có chiếc xe cũng vậy, có tiền bạc cũng vậy. Người ta đó, thí dụ bo bo, thí dụ còn có cái xe, tối ngày cái lầu chùi đó là con Vĩnh đó. Còn có thì có để làm phương tiện đi thôi, còn có tiền vậy đó, mấy tỷ tiền trong tủ kệ đó, chứ không có. Nếu con vô trụ cái ngày nào cũng mở ra đếm, vô trụ là chỗ trụ là dính, không vô trụ là không có đếm, có vậy thôi, hiểu không? Rồi hỏi tiếp đi. Và câu thứ hai ạ, tức là trong sách thì con đọc thì con biết là trong cuộc sống hàng ngày để mà tu theo pháp môn thiền tông ạ, tức là thanh tịnh thiền này, thì chúng ta phải thanh tịnh, rỗng lặng và hằng chi. Cho con hỏi là cái hằng chi là hằng chi trong mọi việc, hay là chúng ta hằng chi, hay là chúng ta hằng chi cái việc thanh tịnh và rỗng lặng ạ? Con làm gì thì con biết, thanh tịnh là con đừng có suy nghĩ cho khác, rỗng lặng. Con không suy nghĩ là con lúc nào con xung quanh con cũng như dường như không có gì nó phát ra. Hằng chi được biết cái chuyện gì con làm, con phải biết cái chuyện đó thôi. Còn khi con tu cũng vậy đó, là con biết, cái con biết là thí dụ con tạo công đức, con chỉ biết tạo công đức thôi. Còn cái hằng chi này khi con về Phật giới đó, con chỉ biết bây giờ con về Phật giới này, phải biết nha. Chứ đừng có nghe nó biết về Phật giới, gặp ông thánh kế bên đó, ta là Như Lai rước con đi, quay lại hỏi ông đi đâu thì không có hằng chi được, không có rỗng lặng được, phải không? Con làm cái gì đó biết cái đấy, con về Phật giới, con chỉ biết con về Phật giới thôi, thấy không? Hiểu không? Rồi hỏi tiếp đi. Vâng, cho con hỏi thêm một câu hỏi phát sinh đã, bởi vì là con thì con chưa được truyền bí mật thiền tông ạ, nhưng mà khi mà con nhìn cái, tức là con thấy mọi, tức là những người được truyền bí mật thiền tông thì đều nhận được cái quyển, tức là đều nhận cái quyển sách mà dặn dò để đường về Phật giới đấy ạ. Thì những người mà chưa nhận được cái bí mật thiền tông đấy thì có gần như là có đọc, cứ có, tức là có được, có lên ham muốn đọc nó không ạ? Vẫn học, học trước, học trước để mai mốt mình hiểu. Thí dụ bây giờ mình học trước, mai mốt mình được truyền thiền, nó càng rõ hơn. À, vâng ạ. Ừ. Vâng ạ, thì con xin hết câu hỏi ạ. Con cảm ơn bác ạ. Dạ, cũng xin cảm ơn chị ạ. Dạ, buổi giải đáp hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Những câu hỏi mà chưa được hỏi thì tuần kế tiếp sẽ giải đáp tiếp ạ.